Ok, bây giờ em chuẩn bị livestream ha. Facebook Không sao. Em ơi, trong cái hoạt động của Cocomedy chị có để vào trong slide luôn ấy, thì chị sẽ share luôn cho Tiên nói luôn nhé. Là sao em không hiểu ta? À dạ rồi chị share luôn để cho nó vào hay hơn đó chị. Em kêu cả. Sau cái ảnh này là chị có để cái hoạt động của mình ở trong đấy luôn á, thì chị chỉ cần bấm là nó sẽ ra luôn á, thì Tiên cứ việc nói bình thường thôi, thì Là đỡ sao phải xe, đỡ phải xe đi xe lại. em không hiểu ý chị nói. Em bây giờ em nhìn thấy màn hình xe đúng không? Em thấy nhìn màn hình xe, chị cứ để im như vậy là tốt rồi đó. À. Dạ rồi. Ok chị. Thank you. Fanpage. Rồi, cả nhà mình bắt đầu là mình có thể share riêng vào cái link và chị Kim Ngân cũng có thể share được này, Hùng có thể share vào Vâng. cái fan về cái trang của em riêng nè. Dạ vâng. Mute. Rồi bây giờ mình đã đang trực tiếp rồi đây nhé. Dạ vâng. Ok. Không nghe được phải. Dạ sorry chị, em đang để livestream mà nó đang vào cái fanpage ấy kìa. Chị đợi em tí nha. Hôm nay cái máy em nó trục trặc, nó có cái vấn đề một chút xíu nên thế là em không có. Sorry cả nhà đợi một tí nha.
Chị Huệ ơi, bên của chị nó rất là ồn đó chị Huệ ơi. Chị tắt cái mute bên chị đi. Nghe tạp âm riêng cá nhân nhiều lắm đó. Rồi, em thấy là chúng ta bắt đầu đã vào trực tiếp rồi và hiện tại có 8 người tham gia. Không biết là cả nhà mình đã thấy chưa nhỉ? Hello. Vâng, em cũng thấy rồi. Em là cũng đã thấy rồi đúng không? Không thấy Dạ mặt vâng. Dạ. Chị không thấy ai ngoài bốn chị em mình. Đúng rồi, mình sẽ không thấy các bạn đâu mà các bạn sẽ thấy mình. Rồi bây giờ Vâng. chắc là em xin được phép bắt đầu luôn Dạ. ha. Rồi, xin chào cả nhà, xin chào các bạn mà bây giờ đang tham gia về chương trình livestream của tối hôm nay về việc học và làm việc điều dưỡng, làm nghề điều dưỡng Kankushi tại Nhật như thế này. Thế nào? Thì hôm nay thì để mà góp mặt trong cái buổi tham gia tọa đàm ngày hôm nay, Tiên có mời hai gọi là một người kỳ cựu, đó là một giảng viên, cô là giảng viên tên là cô Lê Nguyễn Kim Ngân, và một bạn điều dưỡng là một gọi là đàn anh trong gọi là giới APA, đó là bạn Nguyễn Bá Hùng. Thì đầu tiên chắc là Tiên xin được phép giới thiệu một chút xíu về cái buổi livestream ngày hôm nay, nói về những cái nội dung chia sẻ và những cái lý do mà vì sao hôm nay chúng ta lại thực hiện cái buổi livestream này. Thì đầu tiên là Tiên cũng xin giới thiệu là Tiên là đại diện cho bên Cocoromedi, và hôm nay Tiên sẽ có một cái buổi gọi là Tiên và chị Huệ lập ra một cái event này để làm sao để chúng ta hướng đến những các bạn Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và học tiếng Nhật. Bây giờ các bạn đang mong muốn trong tương lai các bạn muốn trở thành một điều dưỡng làm việc tại Nhật, thì các bạn sẽ có những cái đường đi như thế nào, những cái ước mơ ra làm sao, ngay thậm chí là hướng đến những các bạn hiện tại các bạn đang là kangoshi, đang là gọi là kaigo, các bạn đang làm gọi là nhân viên chăm sóc tại các bệnh viện, tại các gọi là shichitsu tại Nhật Bản, thì các bạn đấy đã có bằng gọi là bằng điều dưỡng tại Việt Nam rồi, nhưng hiện tại bạn qua bạn chỉ đang làm về gọi là nhân viên chăm sóc mà thôi. Các bạn đang muốn để tiếp tục làm sao có thể học hỏi để làm trở thành một nhân viên điều dưỡng tại Nhật, thì các bạn sẽ nên đi làm sao, nên đến vào những cái trường nào, và mỗi cái trường học như vậy nó có quy định ra làm sao. Thì ngày hôm nay chị Tiên mời được cô, hoặc là rất hân hạnh mời được chị Kim Ngân cũng như là mời được anh Bá Hùng tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, để hai anh chị có những cái trao đổi thật sự là sâu sắc đến những cái việc gọi là chúng ta sắp đến, chúng ta sẽ cần làm gì, chúng ta đang lo lắng những cái gì. Thì đây là những cái trải nghiệm mà của cô Kim Ngân cũng như là gọi là anh Bá Hùng đã từng trải qua, và
cả hai anh chị cũng sẽ chia sẻ chúng ta thật là sâu sắc. Ngoài ra có sự cộng tác đó là cô Huệ, chắc là các bạn thì cũng đã nghe cô Huệ nói rất là nhiều về cái nghề điều dưỡng rồi, nhưng mà các bạn còn chưa thấy Dai Senpai của cô Huệ, đó là cô Kim Ngân, có nghĩa là một vị gọi là chị Huệ rất là ngưỡng mộ, và chị Huệ cũng mong rằng là ngày hôm nay mời được cô Kim Ngân và cũng như bạn Báo Hùng tham gia cái buổi này để có được những cái chia sẻ gọi là Tiên thấy là Tiên lúc nãy vừa Tiên vừa trao đổi với cô Kim Ngân và cũng như là bạn Báo Hùng, Tiên thấy là những cái này mà được chia sẻ cho các bạn đang có những cái khúc mắc trong cái việc là chúng ta liệu có nên tiếp tục để học điều dưỡng tại Nhật Bản hay không. Và những cái bạn như là Tiên có một cái cô bạn thân tên là Trúc ha, cô ấy cũng đang học về ngành điều dưỡng và cô ấy cũng rất là mong muốn được trong tương lai sẽ làm việc tại Nhật Bản. Thì cô ấy, Tiên cũng muốn là qua những cái buổi nói chuyện hôm nay, cô ấy sẽ có một cái tầm nhìn mới hơn và cô ấy sẽ có những cái động lực làm sao có thể đến Nhật tiếp tục làm việc và gọi là biến ước mơ của mình thành hiện thực. Thì đầu tiên chắc là thôi Tiên sẽ nhường phần giới thiệu về cô chị Lê Nguyễn Kim Ngân, mình gọi là cô luôn. Và hiện tại là cô là một trong những giảng viên, cô đang làm giảng viên tại trường, tại khoa điều dưỡng của một cái trường đại học Y Fujita, Nhật Bản. Thì đây là một cái trường đại học mà cô Huệ cũng đã từng nói với Thủy Tiên rồi. Cô Huệ nói là một trường đại học này thực sự là hướng đến bạn sinh viên Việt Nam cũng như là các bạn sinh viên quốc tế rất là nhiều. Và cô Huệ cũng rất là ước ao được mà đến đây để tham gia những cái gọi là trao đổi những cái kinh nghiệm của cô Huệ nữa. Thì hiện tại thì Tiên giới thiệu một chút xíu về cô Kim Ngân ha. Cô Kim Ngân thì đến Nhật năm 2000. Cô Kim Ngân thì tốt nghiệp điều dưỡng tại Nhật Bản thì năm 2000. Và hiện tại cô Kim Ngân đã có hơn 10 năm ở làm việc tại bệnh viện Việt Nam cũng như bệnh viện của Nhật. Chút nữa thì cô Kim Ngân sẽ nói về trao đổi là cô Kim Ngân đã từng làm bệnh viện Nhật bao nhiêu năm và cô Kim Ngân đang làm việc, đã từng làm việc tại bệnh viện Việt Nam bao nhiêu năm. Tại vì chính những cái kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm đấy, cô Kim Ngân sẽ có một cái vốn kiến thức rất là lớn để trao đổi các bạn và cho các bạn thấy được cái sự khác biệt giữa hai sinh viên tại Nhật Bản và sinh viên tại Nhật Bản như thế nào, ngoài tại Việt Nam và Nhật Bản như thế nào. Ngoài ra cô còn cho những cái ví dụ cũng như là những cái thực hành khi một điều dưỡng làm việc tại Việt Nam ra làm sao, một điều dưỡng khi mà làm việc tại Nhật như thế nào. Cô sẽ chia sẻ một cái video mà lúc nãy Tiên thấy, Tiên coi sơ qua rồi, Tiên thấy cực kỳ là thú vị và cũng như là một rất là đáng học hỏi cho các anh chị em làm điều dưỡng tại Việt Nam cũng như là làm điều dưỡng tại Nhật Bản. Tiếp theo đó thì Tiên cũng xin giới thiệu luôn là cô Kim Ngân là một hội viên khoa học điều dưỡng tại Nhật Bản và cũng là thành viên hội đồng nghiên cứu về điều dưỡng quốc tế, hội điều dưỡng quốc tế Nhật Bản luôn các bạn nhé. Nên là cô Kim Ngân có một số đôi lời phát biểu tiếp theo sau em được không ạ? Sau đó thì em sẽ giới thiệu tiếp bạn Bá Hùng ạ. Em mời cô Kim Ngân mở cái nút mute lên ạ. Hello cô Kim Ngân. Dạ cô Kim Ngân ơi, bây giờ nó không nghe, không biết là chị Huệ có nghe được cô Kim Ngân trao đổi không cô? Chị vẫn chưa nghe thấy chị Ngân nói. Em cũng chưa nghe thấy. Chị Kim Ngân có thể trao đổi lại giùm em được không? Cái nó có một cái mic nó có vấn đề gì đó. Bill chắc là chị có không, chị đang mở mà. Nó cứ nghe chít chít. Cô như vậy thì tạm thời thì cô chị Kim Ngân có thể out xong chị Kim Ngân vào lại. Có thể nó reset máy lại nhá. Dạ. Yeah. Bây giờ chị tạm thời out ra, trong cái lúc thời gian đó em sẽ giới thiệu tiếp Hùng nhá. Dạ. Để trong lúc mà cô Kim Ngân, tại vì khi mà mình làm trực tuyến chắc chắn là rất là nhiều cái vấn đề xảy ra như vậy, nên là thôi chắc là các bạn cũng sẽ thông cảm vô cùng. Tiên cũng giới thiệu luôn nhé, Hùng là một, hiện tại Hùng là một điều dưỡng của một bệnh viện làm ở, bây giờ là ở Tokyo phải không Hùng nhờ? Em mới chuyển sang Tokyo ạ. Sang Tokyo thì Hùng là đã tốt nghiệp đại học gọi là kỹ thuật y tế tại Hải Dương và từ năm 2013 đến năm 2016 thì Hùng làm việc tại cái bệnh viện trực thuộc của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương luôn. Và Hùng đã từng tham gia hướng dẫn cho sinh viên thực tập. Và năm 2016 thì là Hùng qua Nhật Bản theo chương trình của EPA. Chắc là các bạn mà ở Việt Nam học
về ngành điều dưỡng hay là hộ lý thì các bạn rất rất là hiểu, gọi là nhân viên chăm sóc. Mình nói từ hộ lý thì nó tục, nó bị quê rồi. Nhân viên chăm sóc ngành thì là đến cái hiệp hội, đây là một cái hiệp hội mà gọi là hiệp định đối tác kinh tế của Việt Nam và Nhật Bản. Thì năm 2018 thì là Hùng đến Nhật, và đến năm 2019 bạn mới thấy cái sự subarashi, có nghĩa là sự tuyệt vời của Hùng, là trong một năm thôi là Hùng đã thay đổi được cái chứng Có chỉ khá chị. quốc gia tại Nhật Bản. Mà các bạn biết rằng cái chắc chắn, cái gọi là cái license này nó không có phải dễ đâu, mà Hùng đã thực hiện được cái điều đấy. Thật sự là chị Tiên rất là phục với cái gọi là tinh thần học hỏi của em. Rồi bây giờ em xin lỗi, chắc là em sẽ mời lại cô Kim Ngân, coi cô nói được, có nghe được không? Hello, mọi người Được. có nghe Nghe được được rồi ạ, ok rồi chị ạ. như vậy Trước thì đấy thì nói suốt mà sao tự dưng đến lúc đến phiên nhưng người ta không muốn cho mình nói sao anh. Xin chào Ishima. em là Ishima. Xin chào Hùng. Dạ vâng. Xin Chào chị. chào tất cả các bạn đang xem chương trình livestream này. Mình là Kim Ngân, hiện tại mình đang giảng dạy tại trường Đại học Fujita. Vừa nãy thì Thủy Tiên cũng đã có giới thiệu qua về mình rồi. Thì mình cũng sang Nhật từ cái thế kỷ 20 cơ. Hai Cuối của thế kỷ 20 đấy. Thế và sau đó thì cũng trải qua 2 thế kỷ ở bên Nhật. Và bây giờ hiện tại thì đang ở tại Nhật. Thì hồi đầu sang thì đúng là cuối thế kỷ 20 thì thực ra Việt Nam chưa sang bên này nhiều lắm. Và đặc biệt là với ngành y, và đặc biệt nữa là với ngành điều dưỡng thì hầu như là có thể nói là những người được sang như bọn mình là thế hệ đầu có thể được tham dự cái học điều dưỡng tại Nhật Bản này. Dĩ nhiên là cũng có rất nhiều cái khác lạ so với bây giờ, nhưng mà so với thời bây giờ thì mình cũng cảm thấy mình rất là may mắn được tham dự cái chương trình như thế. Và sau đó rồi vào học tại trường, sau đó rồi cũng thi kỳ thi chứng chỉ quốc gia, sau đó rồi ở lại để làm. Thế sau đấy thì vì mình là đi theo chương trình của Bộ Y tế kết hợp với một tổ chức ở bên này, cho nên là bọn mình có một bản cam kết là học xong thì là đi về, học xong đi làm xong thì đi về. Thành ra là mình cũng thực hiện đúng theo cái bản cam kết đó và mình đã về Việt Nam. Sau đó về Việt Nam thì vì là mình cũng theo chương trình như thế cho nên là Bộ Y tế của mình có sắp xếp việc cho mình thì cũng về bệnh viện Tim Hà Nội. Thì hồi đó là bệnh viện đúng là bệnh viện rất là mới. Thế thì mình cũng thực hiện theo đúng cái quy ước và cái cam kết đó và mình cũng làm tại Việt Nam 5 năm. Sau đó rồi mình lại trong thời gian làm Việt Nam thì mình nghĩ là cần phải học hỏi thêm một số cái bên Nhật nữa. Rồi sau đó mình sang đây học thêm cao học. Học thêm cao học xong thì đến lúc cũng không bao giờ có ý định ở lại Nhật đâu ạ. Cái này là khẳng định đầu tiên. Thế nhưng mà hoàn cảnh đưa đẩy rồi cũng rất là nhiều cái vấn đề khác nữa. Thế sau đó rồi và cũng được nhiều sự giúp đỡ nữa. Sau đó mình lại quay lại Nhật với vai trò là không phải là điều dưỡng tại các bệnh viện nữa mà là giảng dạy trong các cái trường. Thì mình cũng rất là muốn là có những cái chia sẻ hoặc là mình thật sự là mình muốn có cái đóng góp rất nhiều cho ngành điều dưỡng của Việt Nam, nhưng mà thực ra lực bất tòng tâm, sức lực không có nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà có thể có được một cái gì đấy chia sẻ để cho các bạn có thêm cái động lực nhá, có thêm động lực để có thể mình học, mình thực sự là mình muốn nâng cao cái trình độ điều dưỡng của Việt Nam lên, nếu như mình có thể góp phần được một vấn đề gì đó. Mình sẽ chia sẻ để cùng với các bạn và cũng được thêm là cái sự hợp tác của các bạn nữa để chúng ta sẽ nâng cao cái trình độ điều dưỡng của người Việt Nam mình lên. Bởi vì nâng cao trình độ không phải là mình nâng cao để nâng cao bản thân mình, mà đây là mình chăm sóc, mình hỗ trợ, mình phục vụ cho người Việt Nam mình. Thực ra mình thấy là nhiều lúc Việt Nam mình có rất nhiều cái thiệt thòi. Cái này thì không phải do một một ai, một đơn vị hay là một cái gì cả, mà cái này là do hoàn cảnh của xã hội rồi chiến tranh, mọi thứ nó đều có cả. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng hợp tác, cùng hợp sức để nếu có được một cái gì đấy đưa được cái trình độ điều dưỡng Việt Nam cao lên thì sẽ phục vụ cho người bệnh, người Việt Nam mình được cách nó
tốt lên và người Việt Nam mình có thể ở trong nước được sử dụng các cái dịch vụ y tế một cách cao lên nữa. Rồi nghe những cái mà gọi là những cái nguyện ước của chị á, nó rất là hợp với Coco Romedy, tại vì bản thân Coco Romedy ngoài việc gọi là đưa người sang Việt từ Việt Nam sang Nhật khám và chữa trị, thì trong cái thời điểm dịch bệnh như vậy, nghĩ ra là mình không biết mình sẽ làm cái gì trong cái thời điểm này để cống hiến cho Việt Nam của mình, thì rất là may mắn là từ trong những cái khó khăn đó em với chị Huệ mới kiếm ra một cái con đường là nếu như vậy thì tại sao chúng ta không đem những cái kiến thức mà chúng ta học được tại Nhật Bản về điều dưỡng của chị và về những cái văn hóa của em để làm sao kết hợp được chúng ta đưa về Việt Nam có những cái điểm hay như vậy. Tại vì ngoài cái kỹ thuật ra, ngoài cái thiết bị y khoa là, gọi tốt, nhưng chúng ta cần phải có một cái dịch vụ làm sao đưa cho cái người tận người bệnh nhân ấy, gọi là người bệnh, người ta có thể tận hưởng được gọi là những cái mà tại những cái nơi khác người ta từ trước giờ họ sẽ thấy cái sự thay đổi trong cái việc mà tại bệnh viện của Việt Nam của mình trước giờ cái vấn đề nó còn lại là sao, cái vấn đề về cái việc chăm sóc và việc thấu hiểu của cái người bệnh như thế nào. Em thấy đó là một những cái tâm niệm mà mình sẽ thay đổi từ những trong cái cách hành xử của một nhân viên y tế ra làm sao, và những gọi là những cái kiến thức về kỹ năng như thế nào, mình có những cái sự trao đổi. Chính vì vậy nên Coco Remedy cũng đang hợp tác với một gọi là một cái tập đoàn tên là Gaken để làm sao đưa được, đầu tiên là tụi em sẽ đưa về những cái bài học về gọi là chăm sóc Kaigo, sau đó thì tụi em sẽ đi hướng đến Kangoshi, có những cái bài học trực tuyến đó tụi em đưa về Việt Nam để có những cái trao đổi mà nhiều lúc mình muốn học ra qua nước ngoài học nhưng mình không có tốn tiền, mình không có tiền thì làm sao mà để mình học được, thì có những cái bài học trực tuyến đó người Nhật người ta đã có mấy chục năm nay rồi, thì mình sẽ vận dụng cái đó mình đưa về tại các trường học, tại các bệnh viện của Việt Nam để mình có những cái lớp học trực tuyến cho các bạn cũng như là e-learning mình học trên những cái gọi là trong cái khó nó ló cái khôn vậy đó. Thì là em nghĩ rằng là cái mà tụi em, những cái ước mơ của chị cũng là những cái ước mơ của tụi em. Em cảm ơn chị. Bây giờ chắc là cho Hùng nói một chút xíu về mình đi, mặc gù nãy giờ. Dạ không, em muốn nghe nhiều kinh nghiệm của các chị Ngân rồi chị Tiên, chị Huệ nữa cơ. Thế nhưng mà em thì chắc là đơn giản thôi, bởi vì kinh nghiệm của em bên Nhật mới chỉ được 3 năm thôi, em sang năm nay là năm thứ 3. Em thì là điều dưỡng của EPA, em mới sang từ năm 2018 và bắt đầu làm điều dưỡng từ năm 2019 tại bệnh viện Kashiwa Tanaka ở Chiba, ở tỉnh Chiba. Nhưng mà mới gần đây thì em xin chuyển đến viện ở Tokyo. Và hiện tại thì mới vào làm được một vài hôm thôi, và hôm nay thì cũng là một cơ hội để nghe các cái kinh nghiệm của các đàn anh đàn chị đi trước. Em thì kinh nghiệm vẫn còn non trẻ thôi, thế nên là có những cái hiểu biết nó còn nông cạn, thế nhưng mà có một cái vấn đề gì đó mà nó mang tính cảm nghĩ của cá nhân hay là cái sự hiểu biết còn hơi ít một tí thì mong mọi người thông cảm. Nhưng mà em biết không, những cái của em á, là những cái điểm rất là mới. Ví dụ như anh chị Huệ và cô Kim Ngân sẽ là những cái người ở cái thế hệ cũ, sẽ có những cái cảm nhận vào cái thời kỷ gọi là cái cách đây 20, hai cái thế kỷ. Còn em là thế kỷ hiện tại. Có những từ từ vì chúng ta phải đi từ lịch sử quá khứ thì chúng ta mới có hiện tại, mà khi chúng ta có hiện tại thì chúng ta sẽ biết được những cái nội dung để làm sao có sự so sánh. Ngày xưa khi cái thời đại của cô Kim Ngân và cô Huệ để kiếm một cái người Việt Nam tại Nhật cũng như là một điều dưỡng cùng như mình đó, nó hiếm mà nó khó lắm, em biết chắc chắn điều đó luôn. Nhưng mà cái buổi này tụi em đi ra đường, hello đang làm gì đó, ta đang làm ở đó, ta đang làm điều dưỡng ở bệnh viện đó, nghe nó dễ dàng lắm, nhưng mà ngày cái thời trước đó nên là em sẽ có, với lại là bây giờ Nhật Bản người ta mở cửa nên cái chuyện mà người ta đón tiếp người nước ngoài nó rất là nhiều. Nhưng mà cái thời điểm của chị Kim Huệ và chị Kim Ngân, hai người đều là Kim hết thì là sẽ có những cái mà nó khác rất là nhiều, nên là chúng ta chia sẻ cái đó để cho các bạn thấy rằng là cái sự so sánh khác nhau như vậy làm sao mà chúng ta có được gọi là những cái chia sẻ từ quá khứ cho đến hiện tại luôn nhé. Rồi chắc là xong mình cái đi đến chắc cô Huệ chắc là nói một chút về mình đi. Cô Huệ là sẽ có nhiều chút lắm, cô Huệ nói về một chút mình hôm nay cô Huệ muốn chia sẻ gì cho các bạn nè. Xin chào các bạn, xin chào chị Ngân và chào Hùng. Em thì nói qua một chút ấy, thì em học cùng trường với chị Ngân, trường điều dưỡng với chị Ngân. Nhưng mà rất là tiếc là sau khi chị Ngân ra trường thì Huệ mới nhập nhập học. Cho nên là hai chị em không có học chung ở cùng trường. Tuy nhiên là vì là chị Ngân có học cùng trường cho nên là vẫn có những cái sự giao tiếp.
À, và đặc biệt lúc mà 2018 thì Huệ có xuống trường đại học quốc gia của chị Ngân và có tới thăm trường. Thì sau đấy thì chị Ngân có đề nghị với nhà trường là đề nghị chị Huệ được phép xuống trường đại học để dạy một số môn về gọi như là điều dưỡng quốc tế. Thì sau đó thì dịch Covid đến cho nên là vẫn chưa tới trường chị Ngân dạy được một buổi nào hết. Nhưng mà thực sự nếu có cơ hội thì cũng rất là muốn được tiếp xúc với cả các bạn. À, về trong cái lĩnh vực mà hoạt động về điều dưỡng quốc tế thì cũng có đôi chút kinh nghiệm nên là cũng mong là trong tương lai cũng sẽ được hợp tác với cả trường chị Ngân. Tuy nhiên là về khoảng cách địa lý thì nó hơi xa một chút, cho nên là đi từ Tokyo xuống thành phố Nagoya, tức là ở gần ngay Nagoya thì nó cũng hơi hơi gọi như là vừa mất thời gian và vừa tốn kém. Thì cũng cũng rất mong là trong tương lai có thể có cơ hội được giao lưu thêm với các bạn. Còn đúng như chị Tiên có nói thì cái thế hệ chị và chị Ngân á, thì nó đã thuộc về quá khứ rồi, cho nên là chúng ta sẽ nhìn anh Hùng á, tức là bạn Hùng để học hỏi và để hướng tới tương lai. Nhưng mà những cái quá khứ nó cũng là một trong những cái điểm tựa mà có thể là các bạn cũng sẽ một phần cảm ơn chị Ngân và những cái thế hệ đi đầu, vì nhờ có chị Ngân, nhờ có các anh chị thì chúng ta mới có được cái visa trong cái lĩnh vực gọi như Kamboshi mà không bị giới hạn như hiện tại. Thế còn cái thời mà chị Ngân qua và thời chị Huệ qua, tức là visa chỉ có được 4 năm. Sau 4 năm là không có được giới hạn. Và sau đó thì luật pháp có thay đổi và được 7 năm. Sau 7 năm thì mình thông thường là có thể xin được cái visa vĩnh trú để cho chúng ta có thêm cái sự lựa chọn làm việc thêm ở Nhật để có thêm kinh nghiệm, hoặc là về Việt Nam hoặc lại quay lại Nhật. Thì đó cũng là một trong những cái mà chúng ta, những thế hệ đi sau cũng phải cảm ơn các thế hệ đi trước là có cái nền tảng tốt. Thì chính phủ Nhật họ mới mở cửa với người nước ngoài và các bạn sẽ có những cái đón tiếp và có những cái chương trình phù hợp hơn như bây giờ. Xin cảm ơn nhé. Ok. Cảm ơn Tiên. Chị Tiên chưa bật mic hay sao ấy? À, Tiên vẫn đang mute đó Tiên này. Em cảm ơn, xin lỗi nãy giờ cái máy nó lại giật lên giật xuống rồi. Cảm ơn chị chia sẻ của cô Huệ. Chắc là để chúng ta, các bạn không phải chờ về những cái nội dung trao đổi của chúng ta, thì bây giờ chúng ta sẽ trao đổi đầu tiên đó là về cái việc học về điều dưỡng như thế nào. Thì cô Huệ có thể chia sẻ về cái hệ thống gọi là các trường học điều dưỡng của Nhật ra làm sao. Thì trong lúc chị Huệ chia sẻ thì chúng ta sẽ cùng kết hợp để nói chuyện về cái phần cô Huệ chia sẻ như vậy thì có đúng với cô Kim Ngân, có thấy cái điều này nó có đúng với thực tế hay không, và bản thân cô Kim Ngân đánh giá cái hệ thống đó như thế nào luôn nhé, và cả Hùng luôn nhé. Dạ vâng ạ. Không biết là mọi người đã nhìn thấy chứ nhỉ, thì như Tiên có giới thiệu qua thì cô Kodomedi rất là tâm huyết trong vấn đề kết nối y tế, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục. Thì một trong những cái lĩnh vực đó là sẽ truyền tải những bài học trực tuyến mà hiện tại đang kết hợp với một tập đoàn của Nhật, là họ đang dạy cho gần 2.000 bệnh viện của Nhật và trên 500 cơ sở dành cho điều dưỡng, dành cho Kaigoshi của Nhật. Còn ngoài ra thì sẽ cố gắng truyền tải cả những gọi như là giao tiếp ứng xử trong bệnh viện. Cũng song song vấn đề đó thì cô Kodomedi có hỗ trợ các bệnh nhân người Việt Nam qua đây dựa trên nền tảng là kết nối bác sĩ Việt Nam với bác sĩ Nhật Bản. Và trong cái cuộc khám thì sẽ có bác sĩ Việt Nam có tham gia, để cũng mong qua cái việc này sẽ hỗ trợ cho để phía bệnh viện Việt Nam cũng sẽ biết được thêm về cái hệ thống điều trị của người Nhật, và qua đó thì mình cũng có thêm cái việc học. Thì trong cái bài chia sẻ hôm nay thì để cung cấp thêm cho các bạn một số kiến thức thôi, thì chúng ta sẽ thấy là Việt Nam và Nhật Bản dân số này, rồi là bệnh viện này, thì nó tương đương, cũng không có rộng hơn nhiều. Thế nhưng mà số lượng điều dưỡng của Nhật Bản thì nó sẽ gấp khoảng 6 lần số lượng điều dưỡng của Việt Nam.
Cũng tương đương như vậy thì cái số bệnh viện của Nhật Bản cũng tương đương khoảng gấp 6 lần bệnh viện của Việt Nam. Thì thêm vào đó thì cái hệ thống đào tạo điều dưỡng tại Nhật Bản thì sau khi mà tốt nghiệp cấp 2 này, và sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì nó như thế nào? Thì cái này nó cũng hơi khác Việt Nam một chút, thì chị Huệ có chia sẻ thêm á. Ví dụ như là có hai loại bằng, một loại bằng là do các tỉnh cấp, còn một loại loại bằng là do quốc gia cấp, thì nó hơi khác một chút. Và có một chút khác nữa, đó là riêng ở Nhật á, thì sẽ có cái trường liên thông mà học 5 năm. Học 5 năm sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì học luôn cấp 3 và học luôn hệ điều dưỡng, và sau đó là đủ cái trình độ để có thể tham gia cái chứng chỉ hành nghề quốc gia. Thì qua đây thì các bạn cũng hiểu là tất cả các điều dưỡng ở Nhật muốn hành nghề thì đều phải thi một trong hai loại chứng chỉ này, và chứng chỉ cao nhất đó là chứng chỉ hành nghề cấp quốc gia. Chúng ta có thể học đại học, chúng ta có thể học trường chuyên môn, hoặc là chúng ta có thể học trường liên thông mà hệ 5 năm tại Nhật Bản. Thêm vào đó thì cái số lượng mà điều dưỡng nam so với điều dưỡng nữ thì điều dưỡng nam vẫn còn rất là khiêm tốn, chỉ chiếm 1 phần 10 so với 10% so với trên tổng thể thôi. Cái này thì có thể là Hùng ở Việt Nam thì Hùng cũng rõ hơn, và Việt Nam thì có thể là số lượng điều dưỡng Việt Nam nó sẽ nhiều hơn số lượng điều dưỡng nam của Nhật Bản. Thêm một một cái nữa thì ví dụ như đây là cái chương trình học, ví dụ chúng ta học đại học thì chúng ta sẽ học học khoảng 128 trình, còn nếu chúng ta học trường chuyên môn 3 năm thì chúng ta học ít hơn là khoảng 97 trình. Thì qua đó thì tức là đại học của Nhật Bản họ sẽ đào tạo đa ngành, trong đó có cả bác sĩ, luật sư, rồi kiến trúc sư, rồi tất cả các khoa, và trong đó là có khoa điều dưỡng, thì trung bình là một khoảng học 4 năm thì khoảng 128 trình. Và đây là một trong những cái thống kê về các cái trường tư thục á, và trường công lập, quốc lập có khoa đào tạo điều dưỡng của đại học, hệ đại học. Ví dụ đại học quốc lập nó có 42 trường, và đại học công lập là 50 trường, và đại học tư thục nó có tới 272 trường trong cái hệ thống đào tạo đại học. Thì so với trước đây thì cái hệ thống số lượng điều dưỡng được đào tạo đại học nó sẽ tăng rất là nhiều. Và khi mà một cái đặc trưng này nó cũng hơi khác một chút, là khi mà chúng ta thi vào Nhật Bản thì chúng ta sẽ có thi là hai vòng, vòng lý thuyết và phòng phỏng vấn. Trong cái phòng phỏng vấn thì chúng ta sẽ có phỏng vấn nhóm hoặc là phỏng vấn đơn thuần. Thì cái này chị cũng muốn hỏi chị Ngân luôn á. Em muốn hỏi chị Ngân luôn ấy, là trường chị hiện tại cũng vẫn áp dụng, và cái thi phỏng vấn nó cũng không có gì thay đổi đúng không chị nhỉ? Không, trường mình thì không phỏng vấn hết toàn bộ Không sinh phỏng viên, vấn hết dạ. chỉ có những sinh viên mà dự thi theo cái kiểu là suy xên, có nghĩa là do các cái trường cấp 3 người ta tiến cử lên thì mới phỏng vấn thôi. Bởi vì là bây giờ một năm tuyển vào là 150 sinh viên, thế thế thì là có hai cuộc thi, có cái cuộc thi đầu ngoài cái thi gọi là theo cái kiểu là tiến cử của trường học trung học này, ngoài cái tiến cử đấy lên, và một số các cái vòng ví dụ như là ưu tiên những cái người mà có các cái thi gì đấy mà đạt được kết quả cao, thì cái số lượng này thì khoảng tầm 30 sinh viên thôi, còn lại 120 sinh viên là phải thi. Thi thì thông qua một số các phương pháp thi. Cái thi đầu tiên là thi của nhà trường, thì có hai cuộc thi. Cuộc thi đầu tiên là tháng 1, cuộc thi thứ hai khoảng độ cuối tháng 2 hoặc là đầu tháng 3. Thì thi đầu hoặc là có một cái cuộc thi nữa như kiểu là thi Senta Sken của Nhật ấy. Bây giờ nó là cái số liệu cử đấy, thì có thể một số học sinh là đi vào theo cái gọi là chọn điểm qua cái cuộc thi như kiểu cuộc thi toàn quốc của mình ấy. Đấy thì là nó có ba hình thức như thế. Thế cho nên là hai hình thức sau, có nghĩa là hình thức thi theo kiểu thi và theo chọn lựa số điểm theo cuộc thi mà toàn quốc, thì không có phỏng vấn. Dạ, em cũng có liên hệ với một số trường gọi như trường chuyên môn, trường chuyên môn của Nhật ở khu vực Tokyo. Thì tất cả các trường thì họ vẫn dành cho là khoảng 10% 10 cho đến 20% cái số lượng, tức là dành cho những người đã có kinh nghiệm đi làm hoặc là đã học đại học khác. Gọi như là ở đây thì nó hay có cái từ Sakai Jin Yushi ấy, thì họ cũng vẫn có phỏng vấn tất cả, tại vì các trường chuyên môn á, thông thường họ vẫn chỉ tuyển khoảng 40 học sinh trong một năm thôi, nên là các trường chuyên môn là đa số tất cả các trường vẫn thực thi cái thi phỏng vấn
vì cái số lượng nó không có nhiều. Có thể là các trường đại học như trường của chị thì cái số lượng mà sinh viên nó hơi gấp 3, gấp 4 lần so với các trường chuyên môn, thì nó cũng hơi vất vả với vấn đề đó. Mình cũng tùy theo theo trường là có phỏng vấn 100% hay không. Dạ. Thì tiếp theo thì em cũng chia sẻ thêm, ví dụ như là đại loại là một khóa thì có 1 cho đến 3 lớp. Ví dụ như trường chị Ngân là 150 học sinh thì chia làm mấy lớp chị? Trường mình chia làm 4 lớp. 4 lớp, dạ. Lớp khoảng 30, 35, 40 tùy từng năm. Và thì các trường chuyên môn và các một số những trường đại học khác em có điều tra thì họ cũng chia khoảng tầm trên dưới 40 sinh viên trong một lớp. Và trường có trường thì một lớp và mỗi khóa cũng một lớp thôi. Tức là nếu các trường chuyên môn thì chỉ có 3 lớp, năm thứ nhất một lớp hoặc năm thứ hai, hoặc là trường nào lớn thì sẽ có thêm một vài. Đây cũng là một trong những cái đặc trưng là nó không có quá lớn như các cái ngành học khác tại Nhật Bản. Và thêm thêm một phần nữa thì sau khi mà thi á, thì khi mà các bạn cũng hiểu là khi mà mình vào bệnh viện thì mình sẽ hầu như là mình sẽ có tất cả đều là nhân viên y tế nhưng mà đều có chứng chỉ hành nghề mà phía Nhật Bản đều cung cấp. Thì đây là một trong những cái đặc trưng mà nó cũng khá. Thì ví dụ như là chứng chỉ hành nghề của bác sĩ thì ngay sau khi chiến tranh kết thúc là năm 1945 đến năm 1946 thì đã bắt đầu tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên ngay sau đó một năm thì dược sĩ và điều dưỡng cũng là hai đối tượng được quốc gia quan tâm và đã tổ chức, và hiện nay cũng đã các kỳ thi cũng đã trên 100 lần. Hiện nay ấy, thì là một năm tổ chức có một lần, còn trước đây thì một năm tổ chức hai lần, kể cả bác sĩ điều dưỡng và dược sĩ. Và thêm một phần nữa là không chỉ có bác sĩ điều dưỡng và dược sĩ mà tất cả các ngành khác cũng đều có thi chứng chỉ quốc gia. Ví dụ năm 66 là có kỹ thuật viên, sau đến năm 71 thì có kỹ thuật viên huấn luyện thị năng, rồi sau đó thì đến năm 87 cũng là ba nhân viên y tế khác, mà ngay cả nhân viên chăm sóc Kaigoshi này, và sau đó là đến nhân viên cấp cứu và chuyên viên chăm sóc sức khỏe tâm thần. Thì hai cái lĩnh vực này thì tự cho thấy là ngay cả nhân viên chăm sóc mà Kaigoshi thì họ cũng đã có cái lịch sử, có cái tổ chức cái thi chứng chỉ quốc gia đã trên 30 năm rồi. Thì cho thấy là cái vấn đề chăm sóc sức khỏe con người tại Nhật Bản rất được chú trọng, và chúng ta cũng hiểu và chúng ta bắt buộc phải 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 hiểu và chúng ta phải bắt buộc phải đỗ được cái kỳ thi này. Thì đây là một trong những thứ mà rất là quan trọng. Thì chắc là em cũng nhường Tiên, thì Tiên có thể nhờ chị chia sẻ thêm về cái quá trình tại trường, và cũng nhờ hỏi Hùng thêm về các cái kinh nghiệm mà khi mà mình qua đây mình thi cái kỳ thi này như thế nào, và mình học như thế nào ở khác nhau giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cái này thì em trước khi mà đặt cái câu hỏi đó thì em có một cái câu hỏi này dành cho cô Kim Ngân, là một chút xíu khi nãy cô Kim Ngân nói là về cái vấn đề gọi là trong 150 sinh viên thì có 20 sinh viên là được theo cái diện gọi là suy sen, có nghĩa là mình được xin học tuyển tuyển thẳng vào cái lớp đại học. Thì ở đây á, em có cùng một cái câu hỏi giống như các bạn, tại vì cũng có nhiều bạn liên lạc đến cô Romedy và hỏi rằng chị ơi, hiện tại á, thì em đang cố gắng để mà đăng em đã có bằng điều dưỡng tại Việt Nam rồi và hiện tại đang làm khai gô tại Nhật Bản. Lúc nãy cũng có một bạn tên là Lê Ngọc Trâm cũng đặt câu hỏi là em đi theo diện du học sinh khai gô và không phải là EPA, thì sau 5 năm làm thì em có cơ hội nào để học ngành khai gô hay không? Thì cho em hỏi, tại trường của chị ấy, thì 20% đó, 20 bạn trong đấy, thì liệu các bạn đấy có cơ hội, có nghĩa là để mà xin suy sen vào cái trường của chị ấy, thì liệu nó phải cần có những cái điều kiện như thế nào không ạ? À? Ví dụ như đạt N1 chẳng hạn, hoặc là học qua một cái lớp hay tốt nghiệp cái gì đấy rồi mới được thi vào hay không, thì chị Kim Ngân có thể trao đổi cho em một cái vấn đề đó trước được không ạ? À? Ở trường mình ý, thì nó gọi là suy sen, có nghĩa là tiến cử là do các cái trường trung học tiến cử lên, là một đấy là một đối tượng Dạ. là nhiều nhất, nhưng mà không phải là ai cũng được suy sen là được vào thẳng đâu ạ, mà suy sen xong vẫn phải thi, có nghĩa là kỳ thi dành cho những người có cái đơn tiến cử của trường trung học Dạ. khoảng tháng 11 sẽ thi, thì đấy là cuộc thi này thì chắc chắn ở người Việt Nam mình không vào được, bởi vì cái này là do suy sen của trường trung học mà học sinh Việt Nam, à những người Việt Nam mình không học bên này, cho nên cái
thành phần cuộc thi này thì sẽ không tham gia được. Nhưng ngoài ra thì có một cái gọi là OB, có nghĩa là những trường hợp đặc biệt. Đặc biệt có nghĩa là gì? Ví dụ như là Sakaijin, hoặc là những người mà có được những cái thành tích gì đấy. Dĩ nhiên là không 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 giới hạn là bắt buộc phải có thành tích như thế nào thế kia, nó không có điều kiện. Nhưng mà nếu mình cảm nhận thấy mình có được cái đấy chẳng hạn, thì mình có thể mình đăng ký. Thì thực ra bây giờ trường mình chưa có cái, chưa có một ai đi vào theo cái đấy cả. Nhưng theo mình, nếu như mà bạn đã ở bên này rồi, thì ở bên này nó có một kỳ thi dành cho lưu học sinh nước ngoài, lưu học sinh này. Thì nếu như mà bạn có được, ví dụ bạn có được cái bằng chứng chỉ N1, hoặc là bạn lại thi được cái số điểm của lưu học sinh này mà điểm cao, thì có thể thôi. Cái này thì mình không biết, mình không chắc chắn, bởi vì chưa có một trường hợp nào theo trường mình theo cái một đối tượng này. Nhưng mà nếu mà có thể vào được thì theo cái gọi là OB scan đấy, thì có thể là đăng ký, thì may ra thì có thể được xét. Còn một 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 cái nữa, có nghĩa là cái trường mình nó có một cái gọi là cái giáo dục assembly, có nghĩa là tập trung lại với nhau ấy. Có nghĩa là ai mà có được các cái thành tích, hoặc là có cái hoạt động, ví dụ như là tham gia các cái hoạt động xã hội từ thiện, hoặc là những cái hoạt động hợp tác quốc tế, hoặc là có một cái gì đấy mà được gọi là được thưởng, được trao bằng. Thì nếu như mà cái trường hợp này thì mình cũng chưa có một ai tham gia theo cái kiểu thi thế này cả, cho mình cũng không biết là có chắc chắn được hay không. Nhưng mà nếu như bạn nào mà có những cái thành tích như thế, hoặc là bạn sang bên này và tham dự những cái gọi là, ví dụ được huy chương, hoặc là được bằng khen của một bộ gì đấy, hoặc một ban ngành nào đấy, thì nếu như mà bạn mà chắc chắn là phải là N1, có bằng ngoại ngữ N1, thì nếu như bạn có được cái này thì không biết là có được hay không, nhưng mà nếu như mà có thể có cơ hội theo cái gọi là assembly, cái giáo dục assembly đấy, thì cái assembly này thì duy nhất chỉ có trường Fujita của mình mới có thôi, còn các trường khác thì không có. Các trường khác thì OB thì có, nhưng mà assembly kêu cự thì chỉ có mỗi Fujita thôi. Cho nên là nếu như mà bạn có ý định tham dự hoặc là dự thi vào assembly thì vào Fujita thì chắc là chỉ có hai đối tượng đấy, hoặc không thì là tham dự cuộc thi bình thường. Cuộc thi bình thường có nghĩa là cuộc thi như người Nhật, có nghĩa là mình ôn thi các môn toán, hóa, sinh, ngoại ngữ, quốc ngữ, thì mình thi. Thì mình nghĩ là nếu như mà đủ điều kiện để thi thì chắc là sẽ thi được. Thì thi thì nó như người Nhật, cho nên là sẽ là khó, hơi khó một chút. Thì cái này em cũng có chia sẻ một chút ấy, là trước khi mà thực hiện cái chương trình này ấy, thì tại vì em cũng rất trăn trở là làm sao để có thể hỗ trợ được các bạn Việt Nam, đặc biệt là đã học điều dưỡng ở Việt Nam rồi nhưng qua đây lại không có làm điều dưỡng và làm cái ngành khác, nhưng các bạn lại rất là muốn là trong tương lai có thể làm điều dưỡng. Thì thực ra là em có liên hệ tới rất là nhiều trường, cả trường chuyên môn, cả trường đại học, để cố gắng mà trong thời gian tới là tìm ra một cái con đường hỗ trợ cho các bạn một cách tốt nhất. Thì thực ra ở Nhật nó có cái chương trình là dành cho Sakaijin, tức là những người đã có kinh nghiệm làm. Và thông thường là họ sẽ chỉ cần kinh nghiệm làm khoảng 3 năm thôi. 3 năm. Và cái số lượng tuyển dụng của mỗi trường là có khác nhau. Và cái môn thì sẽ không phải thi như người bình thường, mà thậm chí là trung bình là hầu như các trường đều yêu cầu có từ tối thiểu là N1. Nếu mà trường đại học, trường chuyên môn thì khoảng N2. Và sau đó thì cái chế độ nó cũng khác, ví dụ như là chỉ có phỏng vấn thôi, có một số trường là chỉ cần thi phỏng vấn thôi, không phải thi toán, không phải thi các môn khác. Có một số trường thì có thể là thi thêm tiếng Anh hoặc là thi thêm một cái gì đó, nhưng mà đa số nó rất nhẹ nhàng hơn so với cả các bạn bình thường, thì họ được liệt vào cái danh sách đó. Và cái học phí thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào trường đó là trường công hay trường tư. Riêng các cái trường chuyên môn thì không có chế độ học vào, ví dụ các cái trường đại học thì họ sẽ có cái mức là vào từ năm thứ ba hay là vào từ năm thứ hai, hoặc là theo cái nguyện vọng của mình và nguyện vọng của nhà trường có cái chế độ đó. Còn trường chuyên môn thì bắt buộc phải vào từ năm thứ nhất, thì nó không có gì khác biệt. Nhưng mà trường chuyên môn, đặc biệt là các trường công, thì học phí gọi là vô cùng rẻ, và đặc biệt là các bạn nếu mà muốn học lại từ đầu thì cũng là một trong những cái cơ hội rất là tốt. Ví dụ một cái trường ở Tokyo chẳng hạn, học phí một năm chỉ có khoảng 15 man. 15 man thì các bạn thấy là nó không phải là vấn đề gánh nặng nữa, mà trong khi học mình vẫn có thể làm thêm. Thì em cũng hy vọng sau cái buổi hôm nay,
mà thực sự các bạn có nguyện vọng ấy, thì Cocodo Mini sẽ tổ chức một cái buổi Zoom phòng kín để có được những cái lời khuyên rất là thiết thực so với cả nhu cầu của từng bạn luôn. Thì lúc đó nó sẽ xác thực hơn là với một cái chương trình mà mình cung cấp những cái thông tin cơ bản nhất để cho những bạn hiểu được là chúng ta có thể đến học ở Nhật với rất nhiều hình thức và với rất nhiều những cái con đường và cái sự lựa chọn. Thì mong là Cocodo Mini và cũng kết nối thêm với cả các anh chị để có những cái lời khuyên hoặc là những cái gọi như là kế hoạch cụ thể để dự tính trong tương lai nếu các bạn có muốn học và làm việc điều dưỡng tư cách điều dưỡng tại Nhật Bản. Thôi em nói xen kẽ một chút được không ạ? Theo em thì cũng được biết là một số không chỉ riêng ở trong EPA đang theo các bạn theo hộ lý hay là kể cả các bạn mà đã từng học điều dưỡng Việt Nam ở Nhật Bản rồi thì cái số thời gian học điều dưỡng Việt Nam Nhật Bản mà sang Nhật ở Việt Nam mà sang Nhật Bản làm về chăm sóc hộ lý thì rất là phí cho các bạn. Thế là theo em được biết thì một số bạn là theo học ở trường đại học ở Việt Nam ấy, nếu mà tính cái số tín chỉ mà đã học ấy đủ điều kiện, nếu mà xin được cái giấy chứng nhận ở trường đó và mang sang bên Nhật Bản này, cộng kèm theo với lại cái GLPT N1, như vậy là các bạn có thể đủ điều kiện để thi đỗ đăng ký thi Jun Kangoshi, tức là căng điều dưỡng của tỉnh ấy. Thì cái đấy thì có một số bạn đã và đang làm, thì theo em là em biết vậy. Còn em không biết là cái số thời gian kinh nghiệm có cần làm ở Nhật Bản là chăm sóc hộ lý bao nhiêu năm, thì cái đấy thì em cũng chưa rõ. Đúng rồi. Thực ra em cũng có một quen một số bạn là trước đây là đã học đại học Y Dược Huế, tức là đại học khoa điều dưỡng của Đại học Y Dược Huế, và các bạn không có theo EPA, các bạn có qua đây học tiếng Nhật thôi, và các bạn có đỗ thi tiếng Nhật và các bạn trực tiếp đăng ký được luôn cái kỳ thi quốc gia của Nhật Bản. Và các bạn đã đỗ và đã đi làm ở Nhật Bản một vài năm, thì em có biết một số bạn và cũng nói chuyện trò chuyện với một các bạn. Nhưng mà sau khi mà trò chuyện thì em có thấy đó là các bạn có một cái rất là lo lắng là dù mình có thi đỗ cái kỳ thi quốc gia nhưng mà cái chất lượng của cái kỳ thi quốc gia mà mình đã đỗ thì nó vẫn khác xa so với việc mà một người mà họ đã học qua cái chương trình điều dưỡng của Nhật và đi làm. Thì đó là cái điều là em cũng rất là mong muốn là nếu mà trong tương lai mình có học á, thì mình cũng cải thiện. Thì do là cái chương trình này nó rất là mới và em nghĩ là chưa có nơi nào làm, nên là Cocodo Mini cũng rất mong là một trong những cái đơn vị tiên phong để làm sao đưa ra được một cái kế hoạch, ví dụ như học tập thi đỗ được chứng chỉ đó là một phần, nhưng mà đảm bảo được là sau khi thi đỗ mà các bạn cảm thấy rất tự tin để có thể bước vào đi làm tại bệnh viện Nhật để có những cái kết quả, thì em cái điều đấy là cái điều mà Cocodo Mini mong muốn nhất. Ok, rất là cảm ơn chia sẻ của Hùng. Cô Kim Ngân ơi, lúc nãy em cho em hỏi một cái phần này về cô Kim Ngân một tí xíu, là cô Kim Ngân nói là ở trường của cô Kim Ngân là có một cái gọi là cái chuẩn gọi là Asenbury, đúng không cô Ngân ha? Thì khi mà đi vào đấy thì đương nhiên là mình có một cái thành tích gì đấy, thì có nghĩa là ví dụ như mình có một cái cống hiến gì đó trong cái việc hoạt động xã hội chẳng hạn vậy, đúng không cô Kim Ngân ha? Đúng rồi. Dạ vâng. Ngoài ra về cái phần OB thì sao, cho em hỏi lại, nó cũng cần có một cái chứng chỉ hay là một cái gọi là một cái sự cống hiến luôn, đúng không cô Kim Ngân ha? Thực ra ở các cái trường khác thì không có Asenbury đâu. Dạ. Asenbury kêu cự này là gì, có nghĩa là mình ở riêng mỗi Fujita mà cái thầy Fujita Keisuke là cái thầy mà làm mà gọi là thành lập ra cái trường này, cái trường này thành hơn 50 năm rồi. Thì đây là cái mục đích của thầy, là thầy làm, thầy đưa ra cái giáo dục Asenbury để cho, có nghĩa là cái ngành y này không phải làm là mỗi một người làm được, mà cả hoạt động theo nhóm, cả một team. Cho nên là mình không thể nào mà một mình hoạt động được. Thế thì mọi người cùng hợp tác lại, tập trung lại để hoạt động. Thế thì những cái bạn học xong cấp 3 mà bạn muốn vào cái Asenbury kêu cự này thì các bạn phải tham gia các hoạt động xã hội rất là nhiều, có nghĩa là mình vì mọi người và mình không phải mình làm một mình. Đấy, có nghĩa là mình phải có cái tấm lòng hoặc là có cái sự chia sẻ hoặc là có cái hoạt động xã hội. Thế thì là riêng cái Asenbury này thì mình nghĩ là đặc trưng của Fujita mà cái số người được mà thường vào thì không có thi, chỉ có thi phỏng vấn hoặc thi một cái bài viết nhỏ thôi, bài viết
luận văn nhỏ thôi và thi phỏng vấn. Và cái OB cũng thế, OB cũng chỉ thi bài viết, à bài phỏng vấn và một cái bài viết văn nhỏ nhỏ thế thôi. Cho nên là nếu như mà ai mà có thành tích gì thì vào theo chương trình này thì mình nghĩ là có lẽ là vào là nhiều, đặc biệt là với người Việt Nam mình thì mình cũng muốn là mình cũng có thể là Ý gì không cô, ví dụ động như cấp lực thêm được một chút về cái vấn đề đấy. Tuy nhiên về mặt pháp luật ấy thì những bạn mà đã có bằng điều dưỡng ở Việt Nam rồi sang đây có bằng tiếng Nhật, và có ở đây nó có 7 cái quy định. Nếu như bạn Huệ hoặc là Thủy Tiên có tham gia hoặc tra trên các cái mạng của Bộ Y tế của Nhật Bản ấy, thì biết rằng là có 7 cái điều kiện để điều dưỡng nước ngoài có thể dự thi kỳ thi chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản. Thì cái này mình muốn chia sẻ thêm một chút, có nghĩa là các bạn có bằng điều dưỡng ở Việt Nam, mà đặc biệt là với như Hùng vừa nói là nhiều bạn đã học xong đại học ở Việt Nam rồi, thì cái việc gọi là đủ điều kiện để thi thì mình nghĩ là cái điều này rất là khó. Và mình cũng rất muốn những bạn đã học, đặc biệt là đã học xong đại học Việt Nam rồi, thì các bạn cố gắng đi theo ngành điều dưỡng đi. Mình cũng là giảng dạy điều dưỡng ở Việt Nam, mình biết rằng là học cũng không đơn giản tí nào cả, mà 4 năm trời cuối cùng mình lại bỏ cái nghề của mình đi, thì mình thực sự mình cũng hơi là phí. Cho nên là các bạn sang đây, nhưng mà với trước khi sang đây chúng ta cố gắng là đi làm 3 năm ở Việt Nam đã có kinh nghiệm. Sau đó mình sang đây mình sẽ phải mang các cái chứng chỉ của Việt Nam mình sang. Nếu như mà mình nộp lên người ta xét thấy ví dụ như là có ít nhất là khoảng 3.000 giờ đã học này, hoặc là để khá là bao nhiêu các cái trình 87 chỉ nhưng mà nhiều có qua thế, để khá là có một cái quy định rõ ràng như thế, nó có hẳn cái barem rồi. Và đặc biệt là tiếng Nhật của mình phải có N1. Và sau đó mình phải đi làm 3 năm. Có. Và mình, cái thời gian mà từ khi mà mình học xong cho đến khi mình, đại khái là phải có 3 năm đã, hoặc là lấy bằng 3 năm hay là đi làm 3 năm thì mình cũng không, không cụ thể lắm, nhưng mà đại khái là phải có một thời gian, chứ mình vừa học xong cái mình sang thì khả năng đấy không được. Chứ mình phải có một quãng thời gian, ví dụ mình học xong năm 2000 thì phải đến năm 2020 thì 2023 trở ra thì mình mới có đủ điều kiện để xét duyệt. Thì mình nghĩ là nếu như bạn nào mà đã mất công học đại học ở Việt Nam rồi sang đây để học lại nữa thì quả là phí lắm. Nếu như mà các bạn cố gắng học tiếng Nhật thật tốt và sau đó các bạn có những cái năm kinh nghiệm, có thể sang đây các bạn có thể đi làm, nhưng mà không phải làm về điều dưỡng thì mình nghĩ cũng hơi khó. Cho nên các bạn cố gắng ở Việt Nam các bạn làm 3 năm đi, sau đó các bạn có giấy tờ chứng chỉ của cái trường mình đã học ấy thì sang đây thì người ta có thể người ta xét duyệt, thì cái khả năng đấy là nhiều hơn và cái đấy nó nhanh hơn. Chứ bây giờ lại bắt đầu vào học lại ấy, thì với những bạn mà có ý định sang học điều dưỡng thì mình nghĩ là mình chuẩn Cô bị như vừa cho trước mình nói. Còn bạn các bạn mà đã có bằng điều dưỡng rồi, dĩ nhiên là cao đẳng thì mình hơi khó, những bạn mà chỉ học mà cao đẳng ở Việt Nam không thôi thì hơi khó, bởi vì cái thời gian học nó hơi ít. Thế thì là mình học đại học rồi thì mình nghĩ là có khả năng đủ điều kiện, bởi vì cái này nó cũng tùy theo trường nữa. Ví dụ y Hà Nội xong này hoặc là y Huế xong thì chắc là mình nghĩ cái trường, những trường đấy là đủ 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 khả năng để xét duyệt đấy. Em cũng chia sẻ với chị là một số bạn đại học y học Huế, tức là chưa có đi làm ở Việt Nam đó chị, và sang đây là các bạn ấy đăng ký thi kỳ thi quốc gia luôn của Nhật, và các bạn ấy cũng không cần phải đi học lại ở Nhật ngày nào. Thì cũng một phần đó là rất nhiều những cái chính sách chế độ và tùy trường nữa, họ nói chung là rất là nhiều giấy tờ để mình cần chứng thực. Tốt nhất đấy thì dù sao mình cũng vẫn phải có đủ một cái năng lực để mình đỗ được cái kỳ thi quốc gia của Nhật thôi, họ cũng chỉ yêu cầu đó. Thế còn cái việc mà học lại hoặc là thi luôn á, thì có thể là tùy theo cái sự lựa chọn và theo cái định hướng hoặc là theo cái nguyện vọng năng lực của các bạn. Thì có rất nhiều, em nghĩ là trong thời gian tới là có rất nhiều thứ để mình có thể lựa chọn được. Và trong cái các bạn xem á, thì các bạn có một số bạn có thắc mắc một chút là người Việt Nam mình, đặc biệt gần đây là tu nghiệp sinh này, thực tập sinh này, vẫn chưa phân biệt được rõ điều dưỡng với cả Kaigoshi và Kangoshi ấy. Thì qua đây vậy muốn nói rõ luôn á, một số những cái công ty mà hỗ trợ xuất khẩu lao động thì họ dịch Kaigoshi là điều dưỡng, cái đấy là có nhầm nhầm, và Bộ Y tế là có chỉnh sửa, nhưng mà hiện tại vẫn rất nhiều bạn đang nhầm. Thì Kangoshi ở Nhật nó sẽ tương đương với điều dưỡng ở Việt Nam, có nghĩa là bằng phải thi đỗ bằng thi kỳ thi quốc gia của Nhật Bản, và sẽ có hai cái công việc chính, thứ nhất là hỗ trợ để điều trị các cái bệnh và thứ hai là chăm sóc bệnh nhân.
Thế còn Kangoshi thì họ chỉ có hỗ trợ các cái đời sống bình thường, ví dụ như là ăn, tắm, vệ sinh, các cái sinh hoạt ở trong bệnh viện, thì nó sẽ không có cái ngành tương đương ở Việt Nam. Mà nếu mà tương đương Việt Nam thì nó hơi hơi giống hộ lý một chút, thế nhưng mà hộ lý Việt Nam cũng không có hoàn toàn tương đương với cả Kaigoshi, nên là rất nhiều người, nhiều nhiều nơi họ sẽ dịch là Kaigoshi là nhân viên chăm sóc, nó sẽ phù hợp nhất. Qua đây cũng mong muốn là các bạn đang xem chương trình này cũng mình cũng phân biệt được luôn cái khái niệm là mình đi qua Nhật đi làm hoặc đi học theo Kaigoshi hay là Kangoshi, thì rất là mong các bạn cũng hiểu rõ cái khái niệm và cái nội dung công việc để mình không có nhầm và mình cũng không có thất vọng hoặc là mình cũng không có quá kỳ vọng so với cả cái việc mà mình tới Nhật để mình làm gì. Khi mà mình hiểu rõ thì mình sẽ không có thắc mắc gì nữa. Ok. Ok, em cảm ơn. Nói tóm lại và em xin chốt lại của cái phần về học về Kangoshi một chút xíu, có nghĩa là theo cái ý của cô Kim Ngân rằng là nếu như các bạn đang là những bạn mà đang học điều dưỡng tại Việt Nam, nếu như có cơ hội sau khi bạn tốt nghiệp đại học xong thì bạn cố gắng làm việc và giữ kinh nghiệm của mình 3 năm để khi mà các bạn tiếp tục đến Nhật, các bạn sẽ có cơ hội thi vào gọi là lấy được cái bằng chứng chỉ tại Nhật, rất nhiều cơ hội hơn là các bạn học xong rồi qua thẳng đây. Còn đối với cô Huệ là cô Huệ sẽ đưa ra, cô Huệ và bạn Hùng sẽ cùng một cái trường phái là hiện tại có một số bạn đã học cái ngành điều dưỡng nhưng vừa tốt nghiệp xong bạn đã qua bên Nhật rồi. Thì đối với những bạn như vậy thì chúng ta cần phải gọi là chúng ta cần phải làm những công việc gì hoặc là chuẩn bị gì để chúng ta có thể có được cái kỳ thi điều dưỡng ạ. À, tóm tắt lại cái này chỗ này để cho các bạn nắm được. Đối với những bạn đang còn học tại Việt Nam thì nên học thêm gọi là tích giữ kinh nghiệm 3 năm rồi hãy qua đây thì sẽ được thi liền. Còn đối với những bạn đã và đang lỡ qua đây, không phải lỡ nữa mà bạn đã chọn con đường qua đây, đã học điều dưỡng xong rồi qua đây làm thầy cô hoặc đã học điều dưỡng ở Việt Nam mình rồi qua đây đang học tiếng chẳng hạn như vậy, thì đối với những bạn như vậy mình có thể gọi là gút lại chúng ta các bạn đó nên làm gì được không ạ, cô Huệ và Hùng không? Ok, trong vấn đề này thì trong cái buổi trao đổi hôm nay thì nó sẽ rất là không đủ thời gian ấy, cho nên là chị nghĩ là mình sẽ tổ chức riêng cho các bạn ấy trao đổi là thực sự những bạn có nguyện vọng đó và thực sự là mình muốn học năm tới hay năm tới nữa thì mình sẽ có những cái thông tin cụ thể, vì mỗi trường nó sẽ có những cái chỉ tiêu riêng. Năm nay ví dụ trường này tuyển sinh cho 10 người đã có 3 năm. Ví dụ như chị có điện thoại đến một số trường đại học thì họ sẽ trả lời luôn là đã tốt nghiệp trường nào Việt Nam, học bao nhiêu năm, đã làm kinh nghiệm ở Nhật bao nhiêu năm, thì em có thể tham gia theo cái lớp này của trường chẳng hạn, theo cái chương trình này, diện này của trường chẳng hạn. Hoặc là một số bạn cũng cái trường ở Việt Nam nhưng đã đạt cái tiêu chuẩn là có thể thi thẳng được cái kỳ thi quốc gia đó, thì nó sẽ rất là cụ thể hóa hơn nữa. Thì chị nghĩ là trong một cái chương trình khác, cô Domini sẽ cố gắng sẽ mở và mời riêng những bạn đó để có thể tham gia, có thể tư vấn, có thể hỗ trợ. Thì đấy cũng là một những cái trong những hoạt động mà trong cái khả năng cô Domini có thể làm để hỗ trợ chúng ta trong tương lai. À, còn đối với Hùng ha, chị Tiên muốn đặt câu hỏi là Hùng lúc nãy Hùng là với cái tư cách mà khi qua đây á, là Hùng tốt nghiệp điều dưỡng tại Việt Nam mình, sau đó Hùng qua đây năm 2018 đến năm 2019 là Hùng đã lấy được cái chứng chỉ đó rồi, thì cho chị Tiên hỏi là trong cái kỳ thi đó nó có khó hay không và em lấy nó như thế nào, em có thể chia sẻ kinh nghiệm của em thực tế như thế nào được không Hùng Dạ ơi? vâng. Thực ra thì em tham gia chương trình EPA thì trong suốt quá trình từ năm 2016, cuối năm 2016, đầu 2017 đến tận cuối năm 2000, tức là trong vòng một năm 2017 thì chủ yếu em học tiếng Nhật và thỉnh thoảng thì sẽ có một khoảng thời gian ngắn thì sẽ có thầy cô điều dưỡng ở bên Nhật sang để hướng dẫn về cái giống như kiểu vừa lý thuyết cái cơ bản nhất, lý thuyết cũng như là cái trợ những cái trợ giúp thông thường nhất đối với lại điều dưỡng, về công việc điều dưỡng của Nhật Bản. Thì sau đó thì đến 2017 cuối năm đó thì bọn em học xong, thì đến giữa năm 2018 trước khi bay sang Nhật thì bọn em có thêm một tháng nữa, thầy cô điều dưỡng ở bên Nhật sẽ sang và hướng dẫn bọn em đúng một tháng đấy nữa về cái chuyên môn điều dưỡng để ôn lại để trước khi bọn em bay sang Nhật làm. Hay Và quá. bay xong sang bên này thì bọn em sẽ có 2 tháng học tập chung giữa các bạn điều dưỡng Việt Nam với nhau, thậm chí là dẫn đến những cái cơ sở và bệnh viện điều dưỡng của Nhật Bản 1 2 ngày.
để có thể là biết được cái quy trình những hay là những cái cơ bản nhất về công việc điều dưỡng cả một ngày nó như thế nào. Sau đó thì sau 2 tháng đấy thì bọn em sẽ bắt đầu về cơ sở, thì tùy từng cơ sở, tùy từng công ty là sẽ cho bọn em học như thế nào đối với cái kỳ thi chứng chỉ điều dưỡng 6 tháng tiếp theo. Vâng, thì đối với chỗ em thì là thầy cô thì cho học suốt từ lúc về, tức là trong vòng 6 tháng, chỉ còn 6 tháng thi năm 2019 đấy. Thì 6 tháng bọn em học suốt thôi, thì học thì thầy cô hướng dẫn về chủ yếu là các cái vấn đề về xã hội Nhật Bản thì nhiều hơn, bởi vì cái kiến thức về y học cơ bản giữa Việt Nam và Nhật Bản thì không chênh lệch nhau quá nhiều. Thì cái đấy vấn đề là mình tiếng Nhật mình như thế nào mà mình có thể phiên dịch được, hiểu cái ý nghĩa của cái câu tiếng Nhật đó như thế nào thôi. Một cái quan trọng nữa là cái vấn đề xã hội của Nhật Bản thì nó thi vào cái chứng chỉ điều dưỡng quốc gia rất là nhiều. Thế nên là phần đấy thì cũng chú trọng, thầy cô chú chú trọng cho nhiều hơn. À, nếu như vậy thì chị thấy Tiên thấy cái chế độ của trường em nó đúng là rất là gọi là rất rất là logic học, thì làm như vậy đúng là khi qua đây các bạn sẽ không bỡ ngỡ và nó có một cái sự chuẩn hóa giữa hai bên, có sự chuẩn bị. Chị Tiên thấy em có nghĩa là em học đang có nghĩa là lúc em đi ngang đi qua đây là bằng chương trình APA luôn đúng không em? Thì Dạ hiện vâng. hỏi cái chương trình đó ngoài cái đại học y dược của em Hải Dương ra có những tỉnh nào khác em có biết cái thông tin đó không? Dạ, đó là chương trình của cả nước. Tất cả các bạn là học từ cao đẳng điều dưỡng trở lên đều đủ điều kiện tham gia. Càng khóa em là khóa thứ 5, khóa thứ nhất thì các anh chị thì tỷ lệ chọi nhiều hơn. Thế nhưng mà đến khóa em thì tỷ lệ chọi chỉ khoảng 1 trên 3 trên 4 thôi, cứ 4 3 4 bạn thì sẽ có một bạn được vào. Thế nhưng mà đến năm tầm khóa 8 khóa 9 khóa 8 khóa 9 thì tỷ lệ chọi dần dần sẽ thấp đi. Đấy. Và thì là các bạn đăng ký được gần như là sẽ có cơ hội được tham gia EPA. Dạ vâng. Như vậy thì khi mà tham gia như vậy á, thì ví dụ như cái điều kiện để thi được được chọn như vậy nó có những cái điều kiện gì em có thể nói sơ cho chị một biết một tí xíu được không? Để được chọn vào trong EPA thì em thấy là cho đến bây giờ thì vẫn chưa thay đổi cái quy trình đấy. Đó là các bạn sẽ nộp hồ sơ học có bằng điều dưỡng cao đẳng trở lên, và phải có cái nữa là cái 2 năm, ít nhất 2 năm kinh nghiệm điều dưỡng ở Việt Nam cộng với cái chứng chỉ điều dưỡng quốc chứng chỉ điều dưỡng ở Việt Nam mình. Ba cái đấy là ba cái mà yếu tố bắt buộc cần phải có. Sau đó thì sẽ được duyệt hồ sơ và bước vào phòng phỏng vấn trực tiếp như thế này đối với lại nhân viên của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, và sau đó thì sẽ có kết quả ở phía sau. Có Dạ nghĩa vâng. là cái sự quyết định đó nó thông qua cái việc phỏng vấn đúng không em? Cho chị hỏi cái việc phỏng vấn đó là tiếng Việt hay là tiếng Nhật em nhỉ? Hoàn toàn bằng tiếng à phỏng vấn xin lỗi là vừa nãy là em có một cái quên, đó là phỏng vấn là sẽ có một bài test tiếng Nhật dành cho tất cả các bạn biết rồi hay là chưa biết thì làm cái bài đấy, giống như kiểu là tiếng Nhật có nhiều kanji thì nó sẽ có những cái tượng hình nhiều ấy ạ, thì mình sẽ không biết thì mình cũng sẽ làm được cái câu logic nó như thế nào đấy. Người ta sẽ cho một cái đề đấy cộng với một, làm xong cái đó thì sẽ ra phỏng vấn trực tiếp là lý do nguyện vọng và tại sao lại tham gia chương trình và tại sao muốn làm điều dưỡng ở Nhật Bản, thì giống kiểu như vậy ạ. Đó, đó là những cái mà các bạn đang rất rất là muốn nghe em trao đổi, tại vì á, như chị Viên nói, cái thế hệ của học 2 thập kỷ khác với thế hệ của tụi em nó khác nhau bằng đi bằng 2 con đường, cái thời kỳ của cô Kim Ngân, cô Kim Huệ, thì cái việc đấy nó qua, chị nói là nó đúng là coi như là cứ 100 người thì mới chỉ có một người hoặc một Đấy ngàn đúng rồi ạ. có một vài người thôi, nhưng mà cái thời điểm của em thấy nó có sự khác biệt. Nhưng là khi mà được nghe em chia sẻ từ cái phần mà nộp hồ sơ nó cần 3 điều kiện, ngoài ra là thực hiện một cái bài test bằng tiếng Nhật đúng không em, sau đó là phỏng vấn, đó là những cái thì chị Tiên nghĩ là ngày hôm nay em chia sẻ nó rất là có giá trị để mà giúp cho các đang coi chương trình này các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề làm sao chúng ta có thể thi đậu được cái kỳ thi cũng như có được sự chuẩn bị để muốn qua Nhật làm điều dưỡng như thế nào. Và đương nhiên mình qua mình học xong các bạn cố gắng là về Việt Nam mình để phục vụ nha, đừng có ở Đúng. luôn, nó không có hạnh phúc và diễm phúc như các bạn nghĩ đâu đúng không cô Kim Ngân? Cái này là ước mơ của tụi mình ha, làm gì làm về Việt Nam cống hiến đi đã, xong rồi muốn đi đâu đó thì chúng ta có thể đi sau khi mà chúng ta lớn tuổi đi du lịch được, nhưng mà đừng bỏ rơi Việt Nam nhé. Thì bây giờ Tiên cũng đi tới tiếp theo là cái phần về cái việc hành nghề điều dưỡng, có nghĩa là mình dùng từ hành nghề nó ghê quá, Tiên phải công nhận, Tiên bỏ cái từ nó đi, chúng ta phải dùng nói là về cái công việc gọi là làm
công việc gọi là công việc của một người điều dưỡng nó như thế nào, thì cái này chắc là mình sẽ đi bắt đầu từ công việc từ cô Kim Ngân. Tại vì cô Kim Ngân, cô Huệ ơi, cô Huệ còn muốn chia sẻ gì không? Tại vì chúng ta đi đi qua cái À, không không sao, chúng ta sẽ chuyển qua cái phần là vậy thì làm việc thực tế tại bệnh viện như thế nào, à, như để vậy cho các bạn cũng tưởng tượng rõ hơn một chút. ok. Nếu như vậy thì bây giờ Tiên sẽ mời cô Kim Ngân, tại vì cô Kim Ngân Tiên phải nói là cái đặc biệt của cô là cô làm tại bệnh viện Nhật trên 10 năm, ngoài ra làm tại bệnh viện Việt Nam trên 3 năm, nên cô là một người hiểu thấu đáo gọi là cái văn hóa lao động, văn hóa gọi là văn hóa của một điều dưỡng tại bệnh viện Nhật và văn hóa của một điều dưỡng tại Việt Nam. Ngoài ra còn cô cũng có một kiến thức của một người giảng viên nữa, nên là ngày hôm nay cô Kim Ngân có thể trao đổi cho em thấy cái sự khác nhau của một điều dưỡng làm việc tại Nhật nó khác gì với một điều dưỡng làm việc tại Việt Nam hay không. Và nếu như các bạn đang là điều dưỡng tại Việt Nam, các bạn đó muốn có một cái sự học hỏi gì, một cái gọi là về điều dưỡng của Nhật, thì cô Kim Ngân sẽ chia sẻ điều gì cho các bạn ạ? À? Cô Kim Ngân có thể chia sẻ về cái việc công việc của cô Kim Ngân làm tại hai hai đất nước như thế nào không ạ? Vâng, cảm ơn bạn nhiều. Cái này thì nói thì nó rất là dài. Có điều Không gì để là chắc là chúng ta cũng biết rằng là nó khác nhau thì chắc chắn là khác rồi. Bởi vì là hai cái môi trường xã hội hoàn toàn khác nhau. Rồi về mặt kinh tế cũng khác nhau nhiều. Và đặc biệt là các cái chế độ về phúc lợi xã hội, chế độ y tế thì hai bên khác nhau rất là nhiều. Chỉ có điều là mình thực sự mình làm cả hai bên và mình cũng phải nói thẳng rằng là mình không thể nói được bên nào là hay nhất cả. Bên này có cái này hay, bên kia có cái kia hay. Và mình làm ở đâu, mình cố gắng mình học hỏi những cái hay của mỗi bên để mình cùng phục vụ cho người bệnh. Thế này mình thật sự là như thế, không phải là cứ bên Nhật là hay hết mà Việt Nam thì là không hay hoặc là như thế nào hoặc là ngược lại, thì cái này không không có. Chỉ có điều là đúng là bởi vì cái như ban đầu mình có chia sẻ, cái này không phải là do một ai cả, cá nhân nào cả hay là một tổ chức nào cả, mà cái này là do hoàn cảnh xã hội và do cái chế độ xã hội của mình cũng có nhiều cái hạn chế. Và cái này chắc chắn là không phải một ngày ngày một ngày hai có thể thay đổi được, nhưng mà chính bản thân chúng ta trong mỗi việc chúng ta slide được không mẹ ơi? ơi Cô Huệ tắt xe slide để nghe cô Kim Ngân trao đổi. Cô Huệ thì chúng ta mỗi một nơi chúng ta làm chúng ta có học hỏi những cái tốt. Bây giờ thì mình cũng muốn hỏi thì Tiên là bây giờ mình có hai cái thứ nhất là về sinh viên học tại trường điều dưỡng, có một cái slide về sinh viên học tại trường điều dưỡng, và một cái thứ hai là một điều dưỡng viên hiện tại đang làm tại bệnh viện, và bệnh viện này là bệnh viện của trường trường mình, nó hơi cũ một chút nhưng mà mình có thể chia sẻ cả hai cái được không ạ, hay là thời gian thế nào ạ? hai cái luôn đi, tại vì đã À, mất ngày hôm trước nay hết chắc là thì mình cũng muốn chia sẻ một cái slide về cái DVD, cái băng về sinh viên đi thực tập năm thứ ba của trường Đại học Điều dưỡng. ngày Thì hai cái băng này không phải là của trường mình nhưng cũng là một cái trường đại học điều dưỡng, cho nên nó cũng giống giống với trường của mình, và mình có thể vừa giải thích thêm được cách học của sinh viên tại trường điều dưỡng. qua đây thì các bạn sẽ thấy được ha, là một cái sinh viên năm thứ ba tại Nhật Bản là ngành điều dưỡng, các bạn sẽ học và thực tập như thế nào. Thông qua các video này các bạn cũng sẽ thấy được điều đó luôn nhé. Sau đó là mình sẽ hỏi Hùng là tại Việt Nam của mình ấy, khi mà sinh viên thực tập thì nó có khác gì với cái video này không nha. Dạ em mời cô ạ. Đây mình chờ mình một chút nhé, mình đang share cái này nó sao không được, không thấy nó hiện lên đây. À đây đây đây, Cô đánh mà. mọi người nhìn được màn hình không ạ? Có chị ạ. Có, vâng. Đây là một ngày đi thực tập bệnh viện của một sinh viên năm thứ ba của nhà trường. Xin mời Dạ. mọi người vừa nghe, sau đó mình sẽ giải thích thêm.
Đây là giới thiệu với một bạn sinh viên năm thứ ba của một trường đại học trực có bệnh viện trực thuộc, đó là đại học Keio, một đại học rất là lớn. Sinh viên năm ba luôn chị ha. Năm thứ ba là năm mà trong trường đại học điều dưỡng là năm phải đi thực tập nhiều nhất, có nghĩa là 6 tháng liền. Thì đây là buổi sáng các bạn đến bệnh viện và các bạn tham dự buổi lễ giao ban, à, buổi giao ban trong khoa phòng mà đi thực tập ấy. Cái áo màu trắng đằng sau này là các bạn học sinh đấy ạ. Còn người đứng trước là các điều dưỡng của khoa phòng đó. Thì mình đây có hướng dẫn viên, có giáo viên hướng dẫn và đây là giáo hướng dẫn tại bệnh viện, có nghĩa người hướng dẫn viên tại hướng dẫn thực tập tại điều ở đây là cứ một người là một người kèm hay là một một người nhóm kèm? Một nhóm, ví dụ như giảng viên này thì là thường một nhóm mình là khoảng 7 sinh viên, một nhóm 7 sinh viên là một người leader hay là một có nghĩa là một khăn một người giáo viên 7 người bảy học sinh và một người gọi là học tập đúng, gọi là sinh viên đúng không? Hướng dẫn sinh viên thực tập đúng không? Hùng ơi, ở Việt Nam của mình thì từ năm mấy là mình thực tập Hùng nhỉ? À vâng, thì em thấy là có khác với Nhật Bản một chút. Chị Ngân ơi, em hỏi lại ở Nhật Bản là đến năm thứ mấy mới bắt đầu đi thực tập chị nhỉ? Thực tập thì từ năm đầu tiên đã đi thực tập rồi. Thực tập à, năm đầu tiên được thực tập thường là điều dưỡng cơ bản, chỉ thực tập trong vòng độ khoảng 10 ngày thôi. Và năm thứ hai thì cũng đi thực tập trong vòng 2 tuần. Thì dạ đấy vâng. Là thực tập về điều dưỡng cơ bản. Thế bắt đầu là đi thực tập về điều dưỡng chuyên khoa, có nghĩa là bắt đầu từ năm thứ ba. Và dạ từ vâng. năm thứ ba thì đi suốt 6-7 tháng liền, cứ liên Dạ tục vâng. thay đổi các khoa. Thì đây là một bạn năm thứ ba, cho nên là bạn ấy đi hàng ngày đấy ạ. Dạ. Dạ vâng. Em xin lỗi là cô Cư Huệ, cô Kim Ngân cứ vừa trao đổi, em cũng vừa song song nói với lại Hùng và cùng trao đổi với mọi người luôn để mọi người sẽ so sánh được. À, Việt Nam mình nó vậy nhưng mà ở Nhật thì nó khác chẳng hạn vậy ha. Vâng. Ở Ừ. Việt Nam mình ấy, Dạ. Hùng cho chị Tiên hỏi là thường là một sinh viên vào học thì một kèm một giáo viên hay là như Nhật Bản là cứ một giáo viên là 7 sinh viên Hùng nhỉ? Em biết cái điều đó không? Ở Có Việt ạ, Nam bởi vì dạ vâng. Bởi vì em là cũng làm ở trong bệnh viện của trường ấy, em cũng là sinh viên hay là mẹ cái thời đấy thì em biết là cũng chỉ là một thầy giáo hoặc một cô giáo chủ nhiệm cho tất cả các bạn đi chung ở trong cái khoa đấy thôi ạ. bao nhiêu Vâng. người em? Là khoảng cũng khoảng 7 người và thậm chí là có thể lên mười mấy người, cũng có thể là ba bốn người ạ, thì tùy từng khoa đấy ạ. Dạ. Dạ Cô vâng. Kim, bây giờ là công việc thứ hai là công việc gì của bạn ấy đang làm vậy cô Kim Ngân nhỉ? Cái này đi thực tập có nghĩa là mình phải chăm sóc người bệnh, thì ở đây là một bệnh nhân mà người ta cũng không đi lại được nhiều, cho nên là người ta phải điều dưỡng sẽ lên một kế hoạch chăm sóc là làm sao mà để tăng cái cơ của chân lên bằng cách là massage hoặc là rửa chân để cho các cái mạch máu nó lưu thông, cơ bắp của chân nó được mạnh khỏe lên để giúp cho người ta sau này đi ra luyện phục hồi chức năng ấy thì có thể tốt lên được. Và đây là một cái thao tác là các bạn ấy rửa chân cho một người bệnh. Này là các bạn đó tự lên hay là một hướng gọi là một giáo viên hướng dẫn đưa ra à? Đi làm theo đi học và các bạn phải tự lên kế hoạch chăm sóc cho một người bệnh. Cho nên toàn bộ những cái này là hoàn toàn là sinh viên phải tự lên, tự phân tích cái thông tin của người bệnh, đánh giá người bệnh là cần thiết phải có cái chăm sóc này, cái kế hoạch chăm sóc này. Và sinh viên sẽ phải tự lên lập kế hoạch chăm sóc, lập lên kế hoạch và lập cái thao tác, cái trình tự để làm thế nào để hỗ trợ người bệnh trong cái việc là rửa chân đấy. Cho em hỏi, khi mà lập ra cái việc một cái kế hoạch như vậy, ít nhất là bạn phải ứng dụng những cái bạn đã học tại trường. Trước hết này phải phụ thuộc vào cái bệnh của người bệnh đó, rồi cái khả năng vận động của người bệnh đó ở mức độ nào, rồi là người ta có cái nhu cầu như thế hay không,
thì đấy phải phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố như thế, phải trao đổi với người bệnh để cho người để nhận thấy rằng người ta cũng phải đáp ứng lại cái chăm sóc của mình. Chứ mà mình chỉ đánh giá một mặt không thì cũng không được, mình cũng cần phải có cái sự hợp tác của người bệnh. Thì đây là một cái mà luyện tập trong nhà trường, có nghĩa là để mà thực tập thực hành ngoại bệnh viện được thì các bạn trong nhà trường các bạn cũng phải luyện tập cái này trước rồi. Và đây không phải là người bệnh mà đây là các bạn sinh viên luyện tập với nhau. Có nghĩa một người bạn sẽ một bạn sẽ đứng ra làm người điều dưỡng, một bạn sẽ là người bệnh, và ở đây là các bạn tại trường các bạn phải tập để làm sao mà rửa chân cho người bệnh nó phải phù hợp với người bệnh như thế nào đấy. Thì đây là luyện tập trước rồi. Cô Kim Ngân ơi, cho em hỏi một cái là khi mà đến tại bệnh viện, tại vì cái buổi tham gia ngày hôm nay của chúng ta không chỉ là có các bạn không, mà có những bác sĩ cũng như các điều dưỡng trưởng tại Việt Nam của mình rất muốn học hỏi cái quy trình để làm sao dạy một cái em học sinh mới ra trường chẳng hạn như vậy, thì nên cho em hỏi sâu sắc một chút xíu là đối với những bạn khi mà lập cho mình một cái kế hoạch để mà chăm sóc một người bệnh không đi lại được như vậy, khi kế hoạch đó được tạo lên xong thì cái bản kế hoạch đấy để đưa lên cho cấp trên hoặc là người hướng dẫn mình, em tạo ra một cái kế hoạch như vậy thì anh leader thấy nó như thế nào, hoặc là thầy cô thấy nó như thế nào, có đồng ý hay không, thì thầy cô đồng ý mới thực hiện trên cái người bệnh đó, đúng không phải chị Kim Ngân nhỉ? Đúng rồi ạ. Trước hết là mình phải nắm bắt được người bệnh. Mình nắm bắt được bệnh tật và tình hình người bệnh, và như vừa nãy mình nói về cái nhu cầu của người bệnh, người ta có nhu cầu. Sau đó thì mình lập một cái kế hoạch. Sau khi mà ngày hôm sau mình muốn thực hiện cái này vào lúc mấy giờ thì mình trước hết là mình phải thông qua, mình phải báo cáo trước với cả giáo viên phụ trách, báo trên phụ trách thực tập đấy. Thế giáo viên phụ trách thực tập chính là duyệt trên mặt gọi là về mặt lý thuyết. Thế nhưng mà bởi vì giáo viên phụ trách tập không làm việc trực tiếp ở bệnh nhân ở bệnh viện, cho nên là thực ra về cái tình hình của người bệnh thì giáo viên phụ trách không nắm rõ bằng là điều dưỡng làm việc tại bệnh viện. Cho nên ngày hôm sau trước khi mà muốn làm một cái thao tác gì, muốn làm một cái thủ thuật gì với người bệnh thì học sinh sẽ phải báo cáo với điều dưỡng hướng dẫn thực tập tại bệnh viện, và điều dưỡng đó phân tích và thấy rằng là cái thao tác của học sinh này có thể đủ điều kiện để mà phục vụ cho người bệnh, thì lúc bấy giờ học sinh mới được thực hiện. Cho nên là bao giờ cũng phải thông qua gọi là có sự kiểm tra check của giáo viên và của điều dưỡng hướng dẫn thực tập tại bệnh viện. Cái này em cũng xin phép chia sẻ một chút đấy, tại vì em thì ở bệnh viện, các bệnh viện em làm thì đều có sinh viên đến thực tập và em cũng có thời gian là phải hướng dẫn sinh viên. Tuy nhiên thì tại vì trong cái hướng dẫn sinh viên thì nó sẽ có hai cái, là một số những người phải có cái bằng hướng dẫn sinh viên thì mới nhận hướng dẫn sinh viên hàng ngày. Thì buổi sáng ấy, khi mà các bạn sinh viên tới, các bạn sẽ phải nộp cái bản copy cái kế hoạch của ngày hôm đó, kế hoạch tuần này làm gì, kế hoạch ngày hôm nay làm gì. Và sau đó thì một là điều dưỡng thực tập, hướng dẫn sinh viên thực tập sẽ check lại cái bản đó, sau đó sẽ đưa cho chính những điều dưỡng mà phụ trách của từng bệnh nhân mà điều dưỡng thực tập đang sẽ đảm nhiệm trong quá trình đó. Thì có nghĩa là có rất nhiều những cái lượt xem lại về cái kế hoạch của từng bạn điều dưỡng khi mà đến thực tập, để có những cái lời khuyên này, có những cái chỉnh sửa làm sao cho hợp lý để giúp các bạn học hành gặt được rất là nhiều, biết được thêm rất là nhiều những cái kiến thức mà trên thực tế có thể là va chạm. Thì nó cũng giúp cho cả sinh viên, cả giáo viên, nên là tất cả các trường mà họ có nhận sinh viên đến thực tập cũng là một trong những nơi mà họ phải có đầy đủ cái nguồn nhân lực để có thể hướng dẫn được sinh viên thực tập thì mới tiếp nhận được sinh viên thực tập tới thực tập. Theo như cô Huệ và cô Kim Ngân nhé, thấy một cái kế hoạch như vậy á, thì nó có cái điểm lợi gì? Tại vì là ví dụ như mà khi đưa cho một người sinh viên thực tập lên một cái bản kế hoạch vân vân á, thì nó sẽ tạo được một cái điểm mạnh là người sinh viên đấy có một cái tính chủ động trong việc chăm sóc người bệnh, có được một cái gọi là một cái nhìn tổng thể. Ví dụ như đưa một cái bản phân tích, không phải bản phân tích mà là đưa một cái nội dung bệnh án cho một người điều dưỡng. Người điều dưỡng sẽ nhìn trên cái bệnh án đấy để biết chăm sóc cái người bệnh này như thế nào. Thì qua đó cái phải là người điều dưỡng viên, họ sẽ học được cách là họ tự chủ động được, hiểu được người bệnh cần gì và họ phân tích dựa trên điều đấy, tạo cái tính chủ động cho một người điều dưỡng sau này, đúng không ạ? Ở đây nó là một quá trình để giúp cho sinh viên
lập được những cái kiến thức logic nhất trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc cho người bệnh dựa trên cái cơ sở thực tế. Ví dụ như là khi mà chúng ta ở trường chúng ta có những cái thông tin này trước, thế nhưng mà bệnh nhân thì luôn luôn có sự thay đổi cho nên là cần phải điều chỉnh. Thì trong cái quá trình mà sinh viên họ nói với cả hướng dẫn viên, sinh viên hướng dẫn của sinh viên điều dưỡng và nói với cô giáo thì đã nhận được những cái lời khuyên đó rồi. Và cứ như vậy thì mỗi khoa thì sinh viên sẽ được học thêm về một số bệnh này và cách cái chăm sóc nó có gì đặc biệt khác nhau hay không. Và đặc biệt ở Nhật thì nó sẽ có cả như là ví dụ như là đi khoa tâm thần này, đến chăm sóc bệnh nhân tâm thần này, hoặc là đi đến tại nhà của người bệnh để chăm sóc tại nhà này, hoặc là những cái khoa điều trị cấp tính là ngay sau khi mổ tim cũng có, mổ não cũng có, hoặc là mổ những thông thường. Thì những cái sự khác nhau giữa những cái khoa điều trị cấp tính và những cái khoa điều trị mãn tính hay chăm sóc tại nhà hay chăm sóc bệnh nhân tâm thần, hoặc là chăm sóc những người gọi như là sinh sản ấy, tức là họ tới viện họ sinh, hoặc là chăm sóc ở những khoa nhi, thì có nghĩa là đi tất cả các khoa để cho điều dưỡng thấy được một cái sự tổng quan. Để trong tương lai là sau khi chúng ta ra trường, chúng ta cứ áp dụng tất cả những cái kế hoạch mà như sinh viên điều dưỡng đã làm, đã được thực tập rồi, thì nó giúp cho sinh viên điều dưỡng quen hơn với cái môi trường khi mà mình làm việc. Và đặc biệt là ở Nhật là không được phép tiêm, cũng không có trực đêm. Thì đấy là chị thấy là có hơi khác. Có phải không Hồng nhỉ? Hình như ở Việt Nam hiện tại vẫn đang có trực đêm sao Hồng nhỉ? Dạ vâng ạ, tức là từ năm thứ hai, từ những ngày đầu tiên mà đi thực tập đấy ạ, là đã gần như là vừa song hành thực tập ở bệnh viện xong vừa song hành học lý thuyết ở bệnh ở trường luôn. Sau đó là cũng dần dần tham gia và trực luôn từ những cái đợt đó, thậm chí là làm trực tiếp trên bệnh nhân luôn đấy ạ. Ban đầu thì sẽ có sự giám sát của nhân viên hoặc là giáo viên, thế nhưng phần sau mà quen rồi thì có thể tự lập mình tự làm được. Thì nó rất là khác so với lại cái các bạn sinh viên Nhật mà theo em được biết. À, thực ra thì Nhật trước đây cũng như Việt Nam cách dạ qua vâng. khoảng 40 năm. 40 năm tức là cũng có tiêm truyền gì đó. Nhưng mà gần đây ấy, thì họ thấy cái giống như họ đề cao cái nhân quyền của người bệnh nhân ấy, là không phải là cái người để cho đối tượng để đưa ra để thực tập, mà cần phải có bằng cấp thì mới được phép. Cho nên cái đó cũng là có sự khác nhau một chút. Dạ vâng. Hồng ơi, cho chị Tiên hỏi là cái sự khác nhau về cái chuyện mà được tiêm truyền hay không, còn cái sự khác nhau đó là đối với một sinh viên thực tập tại Việt Nam mình ấy, có tự mình lên cái kế hoạch để chăm sóc người bệnh hay như thế nào không em nhỉ? Dạ có tự lên cái kế hoạch chăm sóc đấy, thế nhưng mà sau mỗi ngày thì sẽ có cái thường là kế hoạch chăm sóc thì là đến lúc mà gần thi ý ạ, gần phải thi để ra khỏi khoa hoặc là làm bài kiểm tra thì mới lên một kế hoạch chăm sóc thật là cụ thể và chi tiết. Sau đó là sẽ có sự đánh giá của nhân viên hoặc là giáo viên phụ trách ở cái khoa đó. Chứ còn để mà hàng ngày mà lên cái kế hoạch chăm sóc xong buổi sáng lên nộp cái ngày hôm nay là em làm gì cho thầy cô, thì em nghĩ là cái đấy không biết là các trường khác như thế nào, nhưng mà chỗ trường em học hay là lúc mà em hướng dẫn cho các bạn sinh viên thì không có. Thế em hỏi là tại Nhật Bản là mỗi ngày luôn hả cô Kim Ngân? Đối với một người bệnh là phải mỗi ngày chứ không phải là đối phó lúc nào mà kết thúc khoa mới học đúng không cô Kim Ngân nhỉ? Mỗi ngày và mỗi tuần đó. Wow, đó tôi đó nghĩ là thời gian thực tập của sinh viên là một trong những cơn ác mộng. Về nhà vẫn phải lên kế hoạch, sau đấy lại phải đi copy, xong hôm sau nộp cho cô giáo, đến lớp đến bệnh viện thì được các anh chị gọi như là điều dưỡng hướng dẫn sinh viên hỏi. Và cái câu hỏi mà điều dưỡng sinh viên tại Nhật sợ nhất là tại sao lại lên cái kế hoạch này, tại sao lại làm cái này, tại sao phải xem cái này. Thì đấy là gọi là không có ai muốn trở lại cái chương trình thực tập của sinh viên điều dưỡng cả. Dạ em cảm ơn cô Huệ. Rồi cô Kim Ngân, tiếp tục đi cô Kim Ngân ơi. Em xin lỗi đã dừng ở đây trao đổi nhiều lắm. Tại vì á, mình cứ một đoạn như vậy mình sẽ thấy cái sự khác nhau giữa hai bên, để cho các gọi là các bác sĩ và điều dưỡng trưởng tại Việt Nam mình sẽ có nhiều cái bài học ở trong cái buổi trao đổi của mình luôn ạ. Đây là phòng thực hành tại trường. Có nghĩa là ở trường sẽ phải thực hành trước, phải luyện tập trước các cái thao tác. Sau đấy thì bắt đầu mới ra bệnh viện để thực tập. Sinh viên điều dưỡng thì cũng vẫn được tham gia các cái buổi giao ban hoặc các cái trao đổi thông tin của người bệnh. Và nếu như mà sinh viên điều dưỡng mà nếu có thể đo mạch nhiệt độ huyết áp chẳng hạn, hoặc là có thể theo dõi mà phát hiện thấy cái dấu hiệu gì của người bệnh, thì sinh viên điều dưỡng cũng có thể đưa ra ý kiến trong những cái buổi như thế này. Chúng tôi sẽ
Cho nên là trong một cái nhóm hoạt động ở bệnh viện thì cũng có một thành phần là học sinh nữa, để cho học sinh cùng tham dự cái nhóm đấy, để học sinh sẽ vừa học theo gọi là báo cáo hoặc là nhận các cái thông tin thế nào. Và sau đó thì một cái điểm này cũng là rất là khó đối với sinh viên nước ngoài, có nghĩa là sau mỗi buổi thực tập thì có cái conference, có nghĩa là cái thảo luận nhóm, có nghĩa là các bạn cùng tham dự thực tập trong một nhóm buổi chiều ấy, thường khoảng 30 phút các bạn sẽ cùng thảo luận. Ví dụ ngày hôm nay chúng ta đã học được cái gì đấy và đưa ra một cái chủ đề để thảo luận. Và chắc chắn là sinh viên điều dưỡng sau một ngày thực tập thì cái việc đầu tiên về trường là phải vào thư viện, vùi đầu vào để tìm sách, tìm tại sao, như vừa nãy cô Huệ có nói là tại sao các câu hỏi như thế, thì sau khi mà về trường là phải vùi đầu ở thư viện. Và mình cũng là một trong những cái chỉ có vào thư viện sau đó rồi tìm câu hỏi để trả lời cái câu tại sao đấy thôi, để mình giải thoát được thì bắt đầu ngày hôm sau mới có thể đi học được, đi thực tập được. Chứ mà không giải thích được cái câu đấy thì cuối cùng cũng chẳng rất là khó. Rồi có thể xin cô Kim Ngân dừng ở đây để cho em đặt cái câu hỏi ở đây một chút xíu. Thứ nhất là sau một cái buổi gọi là thực tập tại trường, tại bệnh viện, thì nó sẽ có một buổi thảo luận 30 phút. Và buổi thảo luận đó sẽ đưa ra một cái đề tài để chúng ta cùng thảo luận với nhau và cùng đưa gọi là cái câu hỏi tại sao để các bạn cùng giải đáp. Cho em hỏi là, thứ nhất là cái câu hỏi đó thường là những cái câu hỏi về người bệnh, ví dụ như tại sao người bệnh lại có những cái triệu chứng như vậy, hoặc là có một cái gì đó xảy ra, vấn đề trong ngày hôm đó, và chúng ta cùng nhau thảo luận và tìm hiểu lý do vì sao. Như vậy đúng không? Phải không? Có một cái ví dụ gì đó mà làm cho cô Kim Ngân hay cô Huệ nhớ về cái buổi thảo luận này không ạ? Mà làm cái thảo luận này là... Vâng. Cái buổi thảo luận này là hôm nào cũng phải làm. Và không phải là ngày hôm đấy, dĩ nhiên là cũng có những hôm gọi là đề ra trong ngày hôm đấy là đưa ra chủ đề, nhưng mà cái chính là đưa ra từ hôm trước, ngày hôm sau là chủ đề là như thế này để cho chúng ta chuẩn bị trước chẳng hạn. Vậy thế thì nội dung của cái buổi thảo luận này là như thế nào? Thành phần thì là thường là một nhóm đi học, đi thực tập theo nhóm thì là nhóm đó cùng thảo luận, và giáo viên phụ trách và hướng dẫn, điều dưỡng hướng dẫn của bệnh viện thì thường là có thành viên là như thế. Thì mỗi một ngày các bạn không phải là các bạn ấy đi nhìn thấy cái này các bạn ấy thảo luận luôn, tức là ngày hôm trước đi xong thì về và không hiểu cái này, hoặc là cùng phải các bạn khác phải cùng xin ý kiến như thế nào đấy, thì ngày hôm sau chúng ta sẽ họp về cái chủ đề đấy nhé. Thì để mà chuẩn bị được cái buổi thảo luận đấy, không phải là tự nhiên mình phát biểu ra ý kiến của mình, mà mình cũng cần phải có các cái dẫn tại sao lại như thế. Thế thì là cái buổi hôm đi về hôm đấy các bạn tra, sau đó các bạn chuẩn bị tài liệu để mà cái buổi thảo luận ngày hôm sau nó được hiệu quả hơn, nó sâu sắc hơn, nó đi sâu hơn. Thế thì nội dung ví dụ như thế này, cùng một cái phương pháp, ví dụ như là vừa nãy các bạn có xem là rửa chân cho người bệnh. Thế thì với một người bệnh ngồi được thì chúng ta để cái rửa như thế nào? Nhưng mà ví dụ như là một người bệnh mà không ngồi lên được, phải nằm ở giường, thì chúng ta cần phải rửa theo cái phương pháp như thế nào? Hoặc là với một người bệnh bị bại liệt thì chúng ta cần phải rửa như thế nào? Hoặc là ví dụ như với một cái thao tác như thế, có nghĩa là cùng một cái thao tác chăm sóc, nhưng mà với mỗi người bệnh thì nó lại khác nhau. Thế hoặc là thường ví dụ như là cho ăn, cho người bệnh ăn chẳng hạn, thì với mỗi một người bệnh thì cần phải có chú ý những cái gì đấy. Thế đấy là một cái ví dụ như một cái đấy là thảo luận về một cái thao tác kỹ thuật điều dưỡng. Cái thứ hai nữa là về bệnh, ví dụ như chúng ta muốn khai thác bệnh của người bệnh nhưng mà không biết nói thế nào, có nghĩa là hội thoại, có nghĩa là cái cách communication, có nghĩa là làm thế nào với một người bệnh có thể nói chuyện được thì chúng ta dễ dàng hỏi chuyện hơn. Nhưng mà với người bệnh mà không nói chuyện được thì chúng ta biết làm thế nào để biết cái thông tin của người bệnh đấy, thì chúng ta phải dùng các gọi là cử chỉ cơ thể này, hoặc là chúng ta phải theo dõi người bệnh ở cái mức độ nào, chúng ta nhìn phán đoán cái sắc mặt của người bệnh này, hoặc là cái ánh mắt của người bệnh này, ví dụ là như thế. Thì với mỗi ví dụ như để mà khai thác thông tin người bệnh thì chúng ta cần phải có cái phương pháp như thế nào, thì đối với mỗi người bệnh phải có một cái phương pháp khác nhau.
Thế thì với mỗi cái như thế thì mình chỉ mình nhận một người bệnh. Ở Việt Nam mình thì là mình không có cái chế độ, ví dụ mình đi hướng dẫn thực tập ở trường Thăng Long, có nghĩa mình đến và thường là không có nhận một bệnh nhân để mình phụ trách đâu, đúng không ạ? Ví dụ như Hùng, không biết là sự trường Hùng thế nào, nhưng mà ở bên này là thường năm thứ ba đi ấy, thì sẽ mỗi một học sinh sẽ phụ trách một người bệnh. Nếu trong trường hợp mà người bệnh đấy chưa ra viện thì mình sẽ phụ trách trong suốt quá trình đi thực tập đó. Thế thì là trước hết là mình phải nắm bắt được về bệnh bệnh sử hoặc là bệnh của người hiện tại bây giờ là như thế nào, các cái hướng điều trị, rồi là sau này nếu người ta bệnh mà người ta khỏi, người ta về nhà thì người ta về nhà như thế nào, ai là người chăm sóc người ta, có nghĩa là mình phải lên một cái kế hoạch rất là dài như thế để mà chăm sóc người bệnh như thế. Thế thì là với mỗi ngày thì mình cần phải lập cái kế hoạch chăm sóc. Dĩ nhiên là người bệnh vào viện thì không thể nào mà ai có thể là tự mình làm hết mọi việc được, hoặc là không cần gì để chứng cây chăm sóc cả. Thế thì mình cần phải đưa ra được cái kế hoạch đó và mình chăm sóc người bệnh ngày hôm nay cần thiết cái gì đấy. Thế thì với mỗi cái nội dung như thế thì không phải là mình biết hết được mọi người bệnh được. Thế thì cái buổi thảo luận đấy là để các bạn cùng chia sẻ, mỗi một bạn có một người bệnh nhân khác nhau. Thế thì cùng một thao tác nhưng mà với mỗi người bệnh thì mình cần phải làm cái gì. Thì đấy là một cái mà để cho chúng ta mở rộng thêm được kiến thức. Sau này chúng ta ra trường thì không phải là chúng ta chỉ chăm sóc có một người bệnh mà chúng ta chăm sóc rất là nhiều người bệnh. Thế thì các cái trao đổi thông tin như thế để cho sau khi ra trường một người điều dưỡng có thể tiếp cận ngay được với rất nhiều bệnh người bệnh trong cùng một ngày chẳng hạn, để mà hướng dẫn cho các bạn ấy có được cái suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn, chứ không phải chỉ mỗi một người bệnh mà các bạn ấy chăm sóc ngày hôm đó không. Hay quá. Bây giờ thì em hiểu được cái buổi thảo luận đó nó có những cái tác dụng như thế nào. Hồng ơi, cho chị Tiên hỏi, ở Việt Nam mình nó kìa, trong lúc mà thực tập á kìa, thì mỗi buổi chiều sau đi về á, mình có ngồi lại hội thảo 30 phút không Hồng nhỉ? Chắc là những cái trường hợp như thế thì chắc là ít thôi ạ. Không mấy khi là sau một buổi làm việc là thường là đến giờ về thì mọi người sẽ chuẩn bị về luôn. Cảm ơn em. Đó là những cái mà mình sẽ cùng phải nhau trao đổi. Có nghĩa là cái hay của Nhật nó có như vậy, nhưng mà ngược lại cái hay Việt Nam mình nó sẽ có rất là nhiều cái khác nữa. Hiện ở đây thì rất là cảm ơn cô Kim Ngân cũng như cô Huệ và cũng như Hùng cho được một cái gọi là cái ví dụ rất là điển hình về một cái. Tới đây là cái video này là hết rồi đúng không cô Kim Ngân nhỉ? Rồi đấy, vâng. Thì đây là mình sẽ thấy được một cái buổi gọi là thực tập của một sinh viên, nhưng cái sự khác nhau giữa hai quốc gia nó cho ra được một cái kết quả. Như Tiên thấy ở trong cái video này nó cho được hai kết quả, đó là gì? Một bạn sinh viên có thể gọi là thường xuyên mỗi ngày tạo cho mình một cái kế hoạch để mà gọi là chăm sóc một người bệnh như thế nào, và có những cái buổi thảo luận để không chỉ biết mỗi người bệnh mình không, mà mình có biết được những cái người người bệnh khác nữa, và mình trong cái việc mà thảo luận nó làm cho trao dồi kiến thức một cái người điều dưỡng mang cái tính chất nghiên cứu và thực tế hơn. Em cảm ơn chị Kim Ngân, Hùng và chị Huệ ạ. Thì bây giờ chị Ngân tiếp theo là chia sẻ một cái video về cái một cái công việc thực sự của một điều dưỡng làm việc tại Nhật như thế nào đúng không ạ? Em cảm Vâng, ơn, mời chị ạ. cái video này là thực ra là quay tại bệnh viện đại học của trường mình. Thế mà là nó hơi cũ. Có nghĩa cái tòa nhà hiện tại bây giờ đang xây đến này, bây giờ nó thành một cái tòa nhà đẹp rồi. Thế nhưng mà về mặt gọi là cái hoạt động và cái chăm sóc thì nó không thay đổi gì mấy. Và đây nó một cái rất là đặc biệt, có nghĩa là làm việc theo giờ, và riêng cái giờ của bệnh viện này thì là khác với rất nhiều so với các bệnh viện khác, và Thế mình vậy hả chị? cũng có thể là mình tham khảo được. Thì đây là một cái buổi trực đêm của một điều dưỡng tại một khoa phòng. Cái phòng này có phòng nurse station đúng không chị? Đúng rồi, thì bởi vì là chăm sóc điều dưỡng là phải chăm sóc 24 trên 24, cho nên lúc nào cũng phải có người điều dưỡng để chăm sóc. Thì đây là một cô điều dưỡng và cô sẽ làm ca đêm. Thì đặc điểm của Đại học Fujita, trường bệnh viện Đại học Fujita có nghĩa làm 2 ca, thường là 3 ca hoặc là 2 ca, nhưng mà 2 ca này nó không phải như là ban ngày ban đêm, mà đây ca đêm có nghĩa là từ 8 rưỡi sáng, à 8 rưỡi tối cho đến 8 rưỡi sáng ngày hôm sau, 8 giờ 45 ngày hôm sau. Cái này mình cũng giải thích thêm vì cái này nó hơi đặc biệt so với các bệnh viện khác, tại sao lại làm từ 8 rưỡi tối cho đến 8 rưỡi 8 giờ 45 ngày hôm sau, và người điều dưỡng ban ngày thì làm từ 8 rưỡi của ngày hôm nay cho đến 8 rưỡi của ban đêm.
Thực ra thì để mà làm được cái này, vì là những ngày nghỉ của Nhật và đặc biệt điều dưỡng rất là vất vả, cho nên là cũng rất muốn có gia đình cũng rất là cần có thời gian của người mẹ, người bố khi đi làm điều dưỡng thế này. Thế nhưng mà vì ngày nghỉ không có nhiều thì cái việc dành cho con cái rất là ít. Thế thì làm, ví dụ buổi sáng đi làm cả ngày từ sáng đến tối, thì dĩ nhiên là với những người có điều kiện làm được như thế, còn với những người không có điều kiện làm được như thế thì có thể làm từ 8 rưỡi cho đến 3 giờ chiều, hoặc có người làm từ 10 giờ cho đến 5 rưỡi chiều. Thì đấy là những người gọi là làm thời gian ít, ngắn. Còn những người làm chính thức thì làm từ 8 rưỡi sáng cho đến 8 rưỡi tối, và từ 8 rưỡi tối cho đến 8 giờ 45 ngày hôm sau. Thì đây là hai cái đặc biệt. Và một cái nữa là dành cho cuộc sống của người điều dưỡng là như thế. Cái thứ hai là với người bệnh, thì cái mục tiêu của Đại học Fujita có nghĩa là cái người điều dưỡng đến chào người bệnh trước khi đi ngủ thì cũng là người điều dưỡng chào người bệnh sau ngày hôm sau thức dậy. Và đấy là một cái mục đích là người bệnh cảm thấy yên tâm. Ngày hôm qua cô này cô ấy chúc ngủ ngon tôi đây, thì ngày hôm sau cô ấy cũng là người đánh thức tôi dậy và cô ấy cho tôi bữa sáng đây. Thì người người bệnh cảm thấy rằng là lúc nào cũng được yên tâm, so với là ngày hôm trước thì không biết là cô nào nhưng sáng sau lại một cô lạ hoắc đến, ví dụ như thế. Thì đấy là một cái mà cái mục tiêu của Đại học Fujita là đưa ra là như thế. Thế thì cái này nó làm cho người điều dưỡng, ví dụ làm ca đêm xong thì ngày hôm sau sẽ được nghỉ thêm 2 ngày nữa cơ, có nghĩa là ngày hôm sau 8 rưỡi sau đó rồi nghỉ nghỉ cái ngày trực ra trực vào ngày nghỉ thêm ngày nữa sau đó rồi ngày hôm sau nữa thì bắt đầu mới vào ca tiếp, cho nên cái thời gian được nghỉ ấy, nó dài, thế dài hơn so với cả làm mỗi ca 3 ca hoặc là làm ca ngày ca đêm như là các bệnh viện khác. Thì đây là một cái đặc điểm. Thế thì cô điều dưỡng này cô làm ca đêm thì buổi tối cô đến 8 rưỡi là cô sẽ nhận trực từ ca ban ngày, thế sau đấy rồi cô sẽ bắt đầu vào việc của cô. Thì khi mà cô nhận trực xong thì cô sẽ đến các phòng bệnh để chăm sóc bệnh nhân trước khi bệnh nhân đi ngủ, thì có thể thay gạc hoặc là chăm sóc các cái vết thương, vết 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 mổ hoặc là hút đờm dãi trước khi bệnh nhân đi ngủ. Đây là bệnh nhân mà phải đặt nội khí quản cho nên là không thể nói được ấy. Và cô ấy cũng phải hỏi ý kiến người bệnh. Mặc dù người bệnh không nói được nhưng mà cũng vẫn phải có cái. Cô nói rằng là có rất nhiều bệnh nhân cảm thấy rất là lo lắng và rất là cảm thấy rất là buồn khi mà nhập bệnh, nhập viện, cho nên là cô sẽ phải hỏi chuyện bệnh nhân một cách cặn kẽ để thấu hiểu người bệnh. Và 9 rưỡi tối là tắt điện các phòng. Đấy thì cô trước khi đấy là cô chào bệnh nhân trước khi đi ngủ, chúc bệnh nhân ngủ ngon. À, cái này em cũng bổ sung ấy, tức là các cô Chăm điều sóc các dưỡng người đeo bệnh trên, nặng hơn. bao giờ mỗi người cũng sẽ có một cái điện thoại như là điện thoại di động ấy. Thì cái điện thoại di động này sẽ link với cả các cái chuông, chuông gọi điều dưỡng. Ví dụ như là bệnh nhân nào có gọi ấy, thì cũng hiện luôn số tên, số phòng của bệnh nhân đó để mình biết được là ai đang gọi, mặc dù mình không có ở trong cái phòng trực của điều dưỡng ấy. Tiên nói gì như là vẫn bị mute. Tiên ạ. Sorry cả nhà, em nói là cô Ngân ơi, cô Ngân phải tạm dừng ở đây để cho em xin đặt một cái câu hỏi một chút xíu ở đây để cho các gọi là các điều dưỡng tại Việt Nam hoặc là các bác sĩ Việt Nam khi xem cái chương trình của mình cũng sẽ hiểu một chút xíu và học được cái gì đó rất là hay trong cái video này. Thứ nhất về em có một cái là ví dụ như về cái nurse station, có nghĩa là về cái phòng đó gọi là phòng 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 gì mình dịch sang tiếng Việt chị Huệ nhỉ? Nurse station á, có nghĩa là Phòng hành chính điều dưỡng phòng hành chính điều dưỡng của một cái gọi là một tầng, dạ một khoa đúng không? Thì em thấy ở Việt Nam của mình ấy thì nó không có gọi là cái hướng mở, có nghĩa là lúc nào cũng đóng kín lại, nó có một cái phòng chị riêng cần biệt. tua lại một chút có cái nurse station ấy chị. Dạ, em thấy cái này là một cái rất là hay, nên là nếu như mà ở trong được cái bệnh viện của Việt Dạ Nam, đã. em thấy khi mà em thấy tại vì khi mà em nhập viện để xin hoặc là để nhập viện để một điều trị một cái gì đấy, em thấy cái điều này nó làm cho mình cảm thấy rất là ấm cúng.
và gần gũi giữa người bệnh và các cô nhân viên điều dưỡng. Tại vì sao? Mình cảm thấy có một cái sự gì đó rất là an tâm. Còn cái việc thiết kế của một bệnh viện tại Việt Nam của mình, nó có những cái phòng gọi là phòng phòng điều hành chính điều dưỡng á, thì em thấy khi mà nó đóng kín như vậy á, người bệnh khi họ đi vào á, đúng là có một cái cảm giác gì đó nó hơi bị bất an một chút xíu, đúng không cô Kim Ngân và em Hùng nhỉ? Thì chị Tiên thấy cái này là một cái điểm mà chị Tiên học được từ cái Nhật Bản khi mà đi vào các bệnh viện á, thì em thấy cái này là cái điểm mở để khi mà một người bệnh người ta vào, người ta thấy luôn luôn à, cô điều dưỡng luôn luôn có một cái tầm nhìn thoáng. Tại vì em nghĩ là không phải nghĩ mà bản thân em cũng thấy là cái phòng này lúc nào nó cũng có thể nhìn được bao quát một phần của một cái khoa, hoặc là một cái gọi là một tầng của một cái giường, một cái tầng bệnh. Thì em thấy cái điểm rất là hay. Cái phần này á, thì tức là trong các cái thiết kế của tất cả các khoa thì phòng điều dưỡng, phòng hành chính điều dưỡng này là trung tâm của khoa đó, có nghĩa là xung quanh đấy mọi người có thể đi lại được, thì họ sẽ bố trí những bệnh nhân nặng là từ phòng điều dưỡng này có thể nhìn thấy. Sau đó thì những cái phòng gọi như phòng đơn, phòng hai người thì là những cái phòng mà ở phía sau của bên điều dưỡng, tức là cần một sự riêng tư. Thì qua đấy á, để thấy cho người bệnh là cái mức độ ưu tiên cần chăm sóc ấy, thì luôn luôn ở gần cái phòng điều dưỡng này. Và thường thông thường bên trái của ngay phòng điều dưỡng thì sẽ là cầu thang máy luôn, để cho là khi bệnh nhân đi từ phòng mổ về này, hoặc là bệnh nhân đi đâu về này, là tất cả mọi người cũng hiểu luôn là bệnh nhân này đang về rồi, Không đúng quan không? sát là dễ hơn một chút nữa. Cái này hay ha Hùng ha, chị Kim Ngân Dạ ha. vâng. Hùng ơi, cho chị Tiên hỏi, ở Việt Nam của mình á, thì cái việc giao ban á, nó có chia làm 3K và 2K giống như ở Nhật không Hùng ha? Thường ở Nhật thì em thấy là có mô hình 3K đấy, nhưng ở Việt Nam thì thường chỉ có 2K thôi, ca ngày và ca đêm trực thế thôi. Ok, nhưng mà chị thấy cái cách gọi là chia ca và nghĩ đến cái người bệnh và cái tâm lý của người Dạ bệnh vâng. Fujita đặc biệt quá ha. Cảm ơn chị Kim Ngân đã chia sẻ ạ. Dạ. Trước đây thì chị Huệ cũng có từng trải nghiệm làm 2K và 3K. Thì ví dụ ở Tokyo thì vẫn có một số bệnh viện họ duy trì làm 3K, và duy trì làm 3K tức là ca chiều á, sẽ làm từ khoảng 4 rưỡi chiều cho tới 12 giờ đêm đến cái chuyến tàu cuối để mọi người có thể về được. Sau đó thì những người mà đi làm ca đêm thì sẽ đến tầm khoảng 11 hoặc 11 rưỡi, sau đó thì làm đến 9 giờ hôm sau. Thì nói chung là rất là nhiều điều dưỡng họ vẫn thích làm cái chế độ có vẻ như là làm 2K hơn, vì cảm giác là cái thời gian mình nghỉ nó được dài hơn. Tuy nhiên là hồi xưa khi mà chị có làm, nếu mà không có gia đình thì chị lại thích làm cái trải nghiệm 3K hơn, vì mình không có sự dài quá, một cái thời gian mình làm nó không có dài quá, là chỉ có làm 8 tiếng xong là mình về, và hôm sau mình cũng có thể khỏe khoắn có thể đi làm được. Thì cái đó cũng do nhu cầu của từng người, nhưng mà xu hướng trong vòng 5 năm 10 năm ấy, từ 2010 2005 đến 2015 ấy, thì đa số là các bệnh viện áp dụng cái chế độ 2K. Thế nhưng chế độ 2K như của bệnh viện chị Ngân á, thì nó không có nhiều, và em nghe là cái chế độ này là họ có đang áp dụng từ Mỹ, tức là Mỹ có rất nhiều những bệnh viện họ áp dụng cái thời gian làm việc như tại bệnh viện của chị Ngân. Nó cũng rút ngắn cái thời gian làm đêm để cho mọi người giữ được sức khỏe và không có dài quá, thì cũng là một trong những cái đặc trưng không phải là bệnh viện nào cũng có áp dụng, nhưng mà mình có thể lựa chọn để mình biết được. Cảm ơn chị Ngân. Bây giờ thì chúng ta chắc là còn tầm khoảng 12 phút nữa để chúng ta trao đổi, nên chị Ngân tiếp tục mở cái video. À đúng rồi chị. Em cảm ơn.12 giờ đêm thì cũng phải đi vòng một vòng quanh để kiểm tra tình trạng bệnh nhân, nếu như không có cái gì vấn đề gì thì cứ 3 tiếng một lần, 3 tiếng một lần là đi thăm thăm bệnh để xem bệnh nhân có cái gì thay đổi hay không. Còn những bệnh nhân mà nặng thì chắc chắn là phải đi liên tục hơn, hoặc là những người bệnh mà có cái máy theo dõi nhịp tim đấy, thì là những bệnh nhân đấy thì có thể theo dõi nhiều hơn. Và dĩ nhiên là cũng không phải là thức suốt, nếu như mà bệnh nhân mà ổn định thì có thể được ngủ, được nghỉ 2 tiếng thì cũng có phòng nghỉ cho điều dưỡng, để cho điều dưỡng đỡ bị mệt quá. Dĩ nhiên là có những cái chuông gọi vào ban đêm như thế này nữa, cho nên là dĩ nhiên là không phải là hôm nào cũng thể nghỉ hết được, nhưng mà thường là không phải một mình, thường là làm 2 người hoặc là 3 người một ca đấy, thì có thể mọi người chia ca ra
và đến 4 giờ sáng thì chuẩn bị thuốc cho ngày hôm sau. Thì là thuốc, chuẩn bị thuốc mọi thứ cũng đều phải là hai người trở lên hết, chứ không chuẩn bị một mình để tránh trường hợp làm nhầm lẫn. Và đến 6 giờ là buổi sáng là bắt đầu, thì đây là đi theo dõi các cái mạch, nhiệt độ, huyết áp buổi sáng cho hầu hết là cho các người bệnh trong khoa, và lau mặt, còn những bệnh nhân nào mà dậy rồi thì lau mặt cho người bệnh, rồi là làm vệ sinh cá nhân buổi sáng cho người bệnh với những ai mà không tự làm được. Thế sau đấy thì 6:30 là báo cáo cho cái người trực chính, có nghĩa là người phụ trách chính của cái khu trực đấy. Vì người phụ trách chính sẽ có nhiệm vụ là giao ban cho người ban ngày. Và 7:30 là giờ ăn buổi sáng. Thế thì là ở đây là những điều dưỡng mà trực đêm thì cũng là người mang bữa ăn sáng cho người bệnh. Và lúc bây giờ người bệnh cũng tỉnh táo lại rồi thì biết rằng là cô điều dưỡng này là tối qua đã ở cùng tôi cả đêm đấy và đã bảo vệ tôi như thế. Và dĩ nhiên là buổi sáng thì cũng lại một ca giao ban so với những điều dưỡng ban ngày. Dĩ nhiên là làm ban đêm thì không phải là nhẹ nhàng gì, cũng rất là vất vả và sức lực thì cũng rất là hao tốn. Thế nhưng mà sau cái thời gian này thì có thể được nghỉ dài hơn, cho nên là tôi thấy là một ngày kết thúc tôi cũng cảm thấy rất là thoải mái hẳn lên. Cô Kim Ngân dừng ở đây để em có một cái số trao đổi ở tại đây ha. Đầu tiên á, là về cái việc gọi là chăm sóc người bệnh vào ca đêm á, cho chị Tiên hỏi ở Việt Nam của mình á, thì tại bệnh viện của Việt Nam mình đối với những người trực ca đêm cũng phải 3 tiếng rồi đến kiểm tra người bệnh một lần, hoặc là có những cái máy mà người bệnh mình gọi đến để mà lúc nào cũng biết được người bệnh đang tình trạng an toàn chẳng hạn như vậy. Mình có những cái máy như vậy hay không, hoặc là 3 tiếng một lần, hoặc là mình được nghỉ buổi tối không Hùng nhỉ? Theo như em được biết thì cái việc mà ở Việt Nam có cái chung gọi từ phía người bệnh ra là gần như ở các bệnh viện là không có. Bây giờ chỉ có một số bệnh viện quốc tế hoặc là chung hiện đại thì sẽ là lắp đặt cái hệ thống đấy. Còn cái việc mà ví dụ một ca một cái khoa bệnh bình thường mà cứ 3 tiếng đi kiểm tra một lần, hay là cứ 2 tiếng là lại phải thay đổi tư thế người bệnh, kể cả người bệnh đang ngủ ấy, thì là ở Nhật có. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì lúc mà em còn đang làm hay là đang làm sinh viên đi trực ấy thì chắc là không có. Bây giờ thì em không biết như thế nào. Mình có được ngủ không em nhỉ? Có nghĩa là được cái chết... được ngủ ạ, có được ngủ, nhưng mà sẽ là em nghĩ là sẽ được ngủ nhiều hơn ở Nhật. Tức là ngoài cái khoảng quy định là trong kiếp trực được ngủ 1-2 tiếng thì ngoài ra này mà bệnh nhân mà không có vấn đề gì thì mình có thể ngủ nghỉ thêm được. Thì khi mà ngủ như vậy làm sao biết được cái vấn đề, ví dụ như ở Nhật là nó có chuông báo hoặc là cái rung điện thoại, nhưng mà ở Việt Nam mình ngủ như vậy thì để làm sao người bệnh biết được, người bệnh có vấn đề gì xảy ra thì làm sao biết được chuyện đấy em nhỉ? Thì cũng có việc là đi thỉnh thoảng đi thăm người bệnh nếu mà không có vấn đề gì mà thay đổi ạ. Thực ra ở Nhật thì có nhiều trường hợp nặng thì họ sẽ nằm ở gần những cái buồng cấp cứu, ở Việt Nam cũng bố trí như vậy để tiện quan sát hơn. Ngoài ra không những ở Việt Nam thì có sinh viên cũng tham gia trực cùng đấy ạ. Thế nên là sinh viên cũng là một đối tượng mà phụ giúp điều dưỡng và cùng điều dưỡng phát hiện ra thế là bệnh nhân có vấn đề gì thì để cùng theo dõi và xử trí ạ. Em ơi, tại Việt Nam của mình thì người điều dưỡng có buổi sáng có đi phát cơm cho người bệnh không, hay là chăm sóc hỏi han, đo mạch hay gì đó vào buổi sáng hay không em nhỉ? Người trực ca đêm. Dạ vâng. Lau mặt thì em nghĩ chắc là không có, vì cái đấy, hoặc là cơm thì thường ở Việt Nam là ở các bệnh nhân thì chưa chắc đã ăn cơm của viện đúng không ạ? Mà có thể là người nhà mang đến, người nhà sáng dậy sớm sẽ ra cổng viện mua cơm hoặc là mang cơm vào cho người nhà ăn, cho bệnh nhân ăn đấy ạ. Chứ không có... chưa có nhiều cái câu chuyện là cơm của bệnh viện phát cho bệnh nhân ăn và điều dưỡng hay chăm sóc. Vâng. Có cái chăm sóc toàn diện cho người bệnh nên sẽ không có vấn đề, không có chuyện đó xảy ra em nhỉ? Còn vâng, ạ. Vâng. Thì cảm ơn. Có một cái cuối cùng mà em thấy cũng rất là hay là khi mà cô nhân viên này á, cô kết thúc buổi một cái buổi làm việc á, là cô đi ra có cái máy gọi là máy chấm công á. Cô quẹt cái thẻ cái là biết ngày hôm nay tôi kết thúc cái buổi làm việc rồi. Em thấy cái này nó cũng hay, nó giống những cái, nó rất là gọi là công nghiệp ấy. Nó thấy, em thấy nó cũng rất là đặc biệt cái cô Kim Ngân ha. Rồi em bây giờ hiện tại hơn rồi. Bây giờ không phải quẹt nữa, chỉ cần bíp là được rồi. Bíp vào hay quá.
Mình giải thích thêm vì sao mà mình Việt Nam mình cũng đi làm Việt Nam rồi, ở Việt Nam thì đúng là không có cái chuông báo gọi là gọi 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 điều dưỡng như là bên này. Dĩ nhiên là cũng có phòng như thế, ví dụ viện tim Hà Nội thì mình cũng thấy có phòng như thế, nhưng mà không phải là có hết. Nhưng mà vì sao mà mình phát hiện ra, vì là mình là thường là có người nhà vào ngủ cùng chẳng hạn, hoặc là người nhà ở gần, cho nên nếu có vấn đề gì thì hầu hết là người nhà chăm sóc. Thế và bên này phải đi 2 Đúng rồi. tiếng chở người cho người bệnh, hoặc là thay bỉm, hoặc thay có vấn đề gì đấy chăm sóc người bệnh, thì những cái việc đấy ở Việt Nam mình hầu hết là người nhà làm cho nên là người điều dưỡng không cần phải làm những cái vấn đề đấy, hoặc là chăm sóc buổi sáng, vệ sinh răng miệng. Thì cái này hầu hết là người nhà làm, cho nên là ở người nhà Việt Nam nếu mà có ai mà đi 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 bệnh viện thì quả là một vấn đề cũng rất là mệt. Thì Và theo như em được ăn uống cũng thế, ăn uống cũng đều đều là người nhà chăm sóc hết, cho nên là cũng rất là vất vả cái vấn đề này cho người nhà. Theo như em được biết thì đến năm 2025 này á, thì là Việt Nam mình đang cố gắng biến đổi hết tất cả các việc chăm sóc từ từ người nhà của người bệnh chuyển sang là chăm sóc toàn diện tại bệnh viện. Nên em nghĩ đây là những cái mà kiến thức mình sẽ có và mình tích lũy ở đó để mình chia sẻ cho các anh em đồng nghiệp tại Việt Nam để biết rằng là người Nhật người ta đã chăm sóc toàn diện cách đây cũng mấy chục năm về trước rồi, người ta sẽ có những cái hệ thống như vậy đó. Thì mình sẽ đây sắp tới Việt Nam mình cũng sẽ chuyển đổi sau khi qua cái việc mà Corona xảy ra như vậy. Thì em nghĩ chính vì qua cái gọi là cái tình trạng bệnh Corona như vậy nên là truyền nhiễm vân vân bắt đầu sẽ hướng đến cái việc gọi là chăm sóc toàn diện tại bệnh viện, người nhân viên y tế sẽ là người làm việc từ A đến Z hết để chăm sóc cho người bệnh. Thì những cái mà tại Nhật Bản đang có thì chúng ta có thể làm sao đó chuyển chuyển đưa những cái thông tin rất là hay này về truyền tải về cho phía Việt Nam mình để có được một cái hệ thống, tại vì mình là người Việt Nam mình sẽ hiểu được cái văn hóa của người Việt của mình, cái mình thiếu thốn, ví dụ như mình không thể giàu bằng Nhật mà dùng những cái hệ thống xịn hay là biết biết được, mình bây giờ mình dùng bắt đầu đi từ cái quẹt thôi cũng được. Hoặc là em thấy đó là những cái mà chị em chúng ta thời và thời đại của chị em mình ha, mình phải có một cái gì đó nó thay đổi biến đổi và mình sẽ mang những cái đặc biệt của Nhật đang có để về Việt Nam chúng ta. Tại vì Việt Nam chúng ta sau khi cái gọi là bệnh Corona này được kết thúc thì chắc chắn chúng ta sẽ chuyển hết cái việc mà phục vụ người bệnh thành cái việc gọi là chăm sóc toàn diện. Thì chính chúng ta, chính là Hùng, chính chị Kim Ngân, chính chị Kim Huệ sẽ có những cái buổi trao đổi như vậy để chúng ta mang những cái hay, những cái đặc biệt của Nhật Bản về để chia sẻ cho anh em y tế tại Việt Nam của mình. Thì em mong rằng là từ đây sắp tới chúng ta sẽ có những cái buổi trao đổi khác, không chỉ giúp đỡ trong các bạn chuẩn bị qua đây để mà học tập trao đổi, mà ngoài ra các bạn còn có mang những cái kiến thức rất là hay, các bạn có được, các bạn thấy những cái điều hay gì từ bệnh viện của Nhật để trao đổi về gọi là cùng chia sẻ với bên phía Việt Nam của mình. Ngoài ra có một cái câu hỏi của một bạn trong cái nhóm mà khi mà xem chúng ta trực tuyến như vậy, có một bạn đặt câu hỏi. Em xin đặt luôn câu hỏi cùng với các bạn như sau ạ. Chị Ngân có thể stop cái share được á thì mình sẽ nhìn rõ hơn. Sorry cả nhà. Câu hỏi là bạn đấy là đang, em xin lỗi em xin một em một chút ạ. Bạn ấy bạn tên là đây ạ, cho em xin lỗi nhé. Có một bạn tên là Sơn Hà Nguyễn tham gia vào điều dưỡng EPA có tỷ lệ rủi ro cao hơn, nếu không đủ N3 sẽ hết đường về, vì bỏ công việc hiện tại để tham gia EPA nên ít dám mạo hiểm. Bạn Hồng Thu, có một bạn đặt một câu hỏi, em xin lỗi nhé. Bạn nói là ở sinh viên Việt Nam không tự ý lập khoa việc lập kế hoạch chăm sóc, không được tự chăm sóc người bệnh được, mà tất cả các hoạt động phải làm dưới sự giám sát của một điều dưỡng, thì không biết điều đó có đúng không Hùng ha? Em nghĩ cái đấy có lẽ là tùy theo cái chương trình Thì giảng dạy của từng trường ấy ạ. Nhưng mà em thấy là các thầy cô ở Việt Nam thì cũng không phải là ngày nào cũng đến để giảng bài cho sinh viên đâu ạ. Ngoài ra có một cái bạn tên là Candy Nguyễn, em rất là để ý tới cái câu hỏi của bạn rằng là với một bạn học sinh môn Kaigora, các anh chị thấy hướng đi nào là tốt ạ? Học sinh môn Kaigora và các anh chị thấy hướng đi nào là tốt ạ? Các anh chị có hiểu được câu hỏi của bạn không ạ?
Học Senbon Kaigo ở Nhật hay ở Việt Nam nhỉ? Em nghĩ là dùng từ Senbon Kaigo chắc là học tại Nhật Bản đấy ạ. Thì chắc là đầu tiên là bạn phải hỏi nên hỏi lại là mình muốn làm gì, mình muốn tiếp tục làm nhân viên chăm sóc thì bạn hãy làm Kaigo. Còn khi mình muốn làm điều dưỡng thì mình chỉ có mỗi con đường là mình làm sao học để thi được cái chứng chỉ của điều dưỡng thôi, và sau đó là mình có thể lựa chọn. Thì bạn phải hỏi lại xem mình muốn gì trước, sau đó thì lựa chọn, và lựa chọn là học lên chuyên môn hay học lên đại học thì là một trong những lựa chọn của mình. Trong này có một chị Đỗ Thị Tính. Chị Đỗ Thị Tính là một một người gọi là cái fan rất là cứng của cô Coromedy, và chị là một người em phải nói là rất là ngưỡng mộ chị từ cái cách mà chị rất là tìm hiểu về bệnh viện của Nhật cũng như điều dưỡng của Nhật. Chị mới nói là xin trân trọng cảm ơn cô Coromedy đã tổ chức buổi hội thảo hữu ích này, cảm ơn các chuyên gia đã chia sẻ mô hình đào tạo điều dưỡng và mô hình hoạt động điều dưỡng tại bệnh viện của Nhật. Thì đấy là ngày hôm nay chúng ta khi mà trao đổi như vậy đã có một cái sự phản hồi rất là tốt từ từ phía một gọi là một điều dưỡng trưởng tại một bệnh viện ở đâu chị nhỉ? Giao thông vận tải đúng không chị hả? Em nhớ Đúng không? rồi, giao thông nữa, chị Tính đang làm ở giao thông vận tải. Ngoài ra các bạn Sơn Hà nói là nãy có nghe cô nói trường Fujita. Anh có tìm hiểu đây là một trường đại học y khoa Fujita ở Aichi thì phải, dù tốt nghiệp đại học nào đi chăng nữa thì cũng phải thi chứng chỉ quốc gia em à. Cái này là xây căng. À, cái này các bạn cùng trao đổi trong tin nhắn là như vậy. Vâng, ngày hôm nay thì coi như là sau khi mà buổi trao đổi chúng ta nói về việc học và cũng như làm việc điều dưỡng tại Nhật như thế nào, chắc là để kết thúc được cái buổi trao đổi ngày hôm nay, cho em xin nhường lời để cô Kim Ngân có những cái chia sẻ và những cái gọi là những cái câu nói có thể đốt lửa làm sao cho các bạn cảm thấy tự tin và cũng như các bạn sẽ cảm thấy hứng thú để mà được học và làm điều dưỡng không phải chỉ ở Việt Nam mình không mà còn làm việc tại Nhật nữa. Cô có trao đổi gì không ạ? Từ kinh nghiệm của cô thấy đã vất vả như thế nào nhưng mà cô đã gặt hái được cái gì và bây giờ cô đang cống hiến cô cảm thấy hạnh phúc như thế nào, ví dụ vậy. Nếu như các bạn đã có ý định làm điều dưỡng thì mình nghĩ rằng chúng ta cố gắng đạt đến cái đích cuối cùng. Nghề điều dưỡng không cực kỳ vất vả và sẽ có rất nhiều gọi là nhiều lúc mình cũng muốn bỏ nghề. Nhưng mà cái chính là mình sẽ hiểu được người bệnh như thế nào. Dĩ nhiên là ở đâu cũng thế, có những nền văn hóa khác nhau. Nếu chúng ta ở Việt Nam, chúng ta không phải là chúng ta ở một vùng, chúng ta hiểu hết được mọi người ở các vùng khác được. Thì đặc biệt là nếu như chúng ta muốn sang Nhật nữa, thì hai cái nền văn hóa nó hoàn toàn có những điểm nó không khác nhau nhiều. Và nhưng mà mình nghĩ rằng nếu như bạn nào mà có ý định, mình cũng nghĩ là các bạn là một người còn trẻ, cái tuổi 20 của mình thì mình thích làm cái gì mình làm. Và cái đấy là cái mà mình khuyên các bạn làm hết mình. Vất vả một tí không sao, mình có thể thức đêm một ngày hai ngày không sao, nhưng mà mình đạt được ước mơ của mình thì cái này nó là một cái sau này mình không bị ân hận cái gì cả. Chứ mình làm xong mình lại thấy mệt quá thôi mình nghỉ, mình bỏ thì sau này mình muốn trở lại cái tuổi đấy cũng không làm được nữa. Cho nên là chúng ta cố gắng. Mỗi một lứa tuổi sẽ có những cái ước mơ khác nhau và chúng ta dĩ nhiên là để đạt lúc nào cũng phải đạt được ước mơ thì cái điều này không có đâu ạ. Bao giờ mình sẽ có những nghĩ thất bại và thất bại là nhiều hơn rất là nhiều, nhưng thất bại thì sẽ làm cho mình trưởng thành lên. Cho nên là nếu như các bạn đã có ý định học tại Nhật hoặc là các bạn ở Việt Nam cũng thế thôi, nếu mà có ý định làm điều dưỡng chúng ta hãy vượt lên qua những cái khó khăn, những cái ví dụ như là đơn giản, ví dụ như là bây giờ ngày đi học mình nghĩ là thực tập là quả là ác mộng, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ sinh viên để mà đi làm được ở khoa bệnh khi mà ra trường thì trước hết phải đạt qua được cái thực tập đã. Nếu không đạt được cái này thì sau này chúng ta cũng sẽ dễ dàng bỏ cái nghề. Cho nên là nhưng mà khi mà chúng ta đã cảm thấy rất là khó khăn nhưng mà chúng ta vượt qua được mỗi một khoa phòng đi qua một đợt thực tập, chúng ta lại cảm thấy chúng ta trưởng thành rất là nhiều. Và cái này là một cái mình nghĩ rằng là ai đã trải qua thì ai cũng có một cái suy nghĩ là như thế. Cho nên vất vả khó khăn nhưng nếu chúng ta có ý định thì mình khuyên thật sự là hãy cháy hết mình và sẽ làm việc hết mình, học hết mình. Và có thể thất bại thì cái điều này là điều đừng có sợ cái thất bại đó, và mỗi thất bại chúng ta sẽ làm cho mình trưởng thành lên rất là nhiều.
Và cái này mình muốn khuyên thật sự với các bạn. Còn nếu như mà bạn nào có ý định sang Nhật thì chúng ta cũng cố gắng đạt được cái trình độ ngoại ngữ rất tốt. Có ngoại ngữ tốt thì mình nghĩ là có kiến thức nó có yếu đến một chút, nhưng mà chúng ta có ngoại ngữ chúng ta có thể vực lại một cách rất là nhanh được. Là chúng ta cũng không lo là mình không học tại Nhật thì mình không làm được. Cái này nó là đặc biệt là nghề điều dưỡng, nó là trái truyền cảm từ trái tim của một người đến các người bệnh, cũng là một con người, cho nên là chúng ta có được cái tấm lòng có thể chúng ta chưa thể nói được bằng lời, nhưng mà cái này có thể truyền đạt được cho người khác, truyền tải được những cái suy nghĩ của mình, cái tình cảm của mình và cái sự nhiệt tình của mình có thể truyền đạt được. Cho nên là ngoại ngữ không phải là một ngày hai ngày có thể giỏi lên được, nhưng mà chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ giỏi lên, và mình nghĩ là cái điều đấy nếu ai có quyết tâm thì sẽ làm được. À, cảm ơn cô rất là nhiều. Nghe xong tự nhiên mình cũng muốn, chắc là mình phải đi làm gì đó để mình cống hiến mình. Nghe tự nhiên thấy mình không nằm trong y tế, mình cũng thấy yêu nghề luôn ấy. Hồng ơi, em Dạ. ơi, có cái gì để mà trao đổi với các bạn hay không, từ những cái mà em đã vượt qua trong cái việc mà em đã học và có được ngày hôm nay, được làm việc, được việc tại bệnh viện của Nhật á, em có gì gửi gắm đến các bạn không? Dạ vâng. Trước hết thì em thấy là những cái lời mà chị Ngân Ngón nói thì rất là thấm, rất là đúng, với lại không những là em mà rất là chắc là nhiều bạn khác nữa, bởi trước khi bước chân sang bên Nhật này thì lo nghĩ rất là nhiều thứ, là xa gia đình rồi là sẽ là một ngôn ngữ mới rồi là một văn hóa mới thì không biết là mình như thế nào, đặc biệt lại làm trong môi trường y tế thì tiếp xúc với người bệnh thì cái đấy nó rất là nó liên quan đến tính mạng của người bệnh nữa, thế nó rất là nhiều cái mà trăn trở. Nhưng cuối cùng thì cũng đến được Nhật và rồi thì tiếng Nhật cũng ngày một tốt lên rồi, mọi thứ dần dần sẽ làm quen được. Người Nhật thì họ cũng tất cả nhân viên người Nhật hay mọi người giúp đỡ rất là nhiều, thì khuyên các bạn là nếu mà đã học điều dưỡng rồi và muốn được trải nghiệm và muốn được làm nghề điều dưỡng tại Nhật Bản thì hãy không phải lo lắng gì nhiều đâu, đến đây thì không phải một mình bạn mà tất cả là những đồng nghiệp ở người Việt ở bên này, hoặc là tất cả những đồng nghiệp ở Nhật Bản cũng sẽ giúp đỡ, và thậm chí là có cả chị Tiên, chị Huệ ở đây chẳng hạn đấy, cả chị Ngân nữa, thì có gì thắc mắc thì sẽ các chị sẽ giải quyết và sẽ giúp đỡ, thế nên là không cần gì phải lo lắng. Và trước khi từ bỏ một cái gì đấy thì hãy nhắc đến, nhớ đến lý do mình bắt đầu, đấy là cái câu mà em muốn truyền tải đến đó. Ờ, cái này là nó châm ngôn trong tình yêu luôn Đã. á, trong công việc nữa. Khi mà định chia tay thì nhớ lý do vì sao chúng ta bắt đầu. Đúng. Đây là trong lúc cũng như vậy luôn chứ không phải vậy luôn. Vâng. Ok, như vậy thì cho chị Tiên đặt cái câu hỏi các bạn. Bây giờ một số bạn mới vừa đi trực về nên là đặt câu hỏi, tại vì tốn công mình đã trao đổi rồi nên là cho Tiên đặt câu hỏi. Các bạn tên là Phạm Kim Anh. Em đã có bằng đại học điều dưỡng tại Việt Nam, chưa đi làm thực tế. Hiện em đang làm Kaigo năm 3 và đã có em N2. Tương lai em muốn làm điều dưỡng tại Nhật để học hỏi về ngành y tế tại Nhật. Theo các anh chị, đi theo hướng nào thì tốt ạ? À? À, cái này á, cái này thì chị nghĩ là thứ nhất là bạn xem lại cái tiêu chuẩn của mình, xem là mình đã đủ tiêu chuẩn để mình thi luôn cái bằng của điều dưỡng Bạn ở đã bằng quốc gia của Nhật Bản hay không. Là một cái hướng. Một hướng thứ hai là bạn có thể thi vào một trường đại học theo cái diện như là Sakaijin á, thì lúc đấy tối thiểu là bạn phải có N1. N1 sau đó thì nó sẽ vào, nó sẽ thuận lợi hơn và bạn sẽ không phải thi tất cả các môn văn hóa nữa. Thì cái này sẽ giúp cho bạn có một cái kiến thức vững chắc để mình tự tin vừa thi đỗ và khi mình đi làm nó rất là vững kiến thức, thì sẽ có nhiều cái sự lựa chọn đó. Thế còn sau khi mà bạn có chứng chỉ rồi thì bạn có thể lựa chọn là làm việc ở Nhật hay như thế nào. Vì chị cũng biết là có rất nhiều những bạn EPA đã có bằng điều dưỡng ở Việt Nam qua Nhật chỉ làm Kaigo thôi, nhưng các bạn đã thi đỗ bằng điều dưỡng ở Nhật rồi. Thì có thể là các bạn cùng trong EPA thì các bạn có thể liên hệ với cả các anh chị đã đỗ bằng điều dưỡng khi mà mình đã làm Kaigo ở Nhật rồi, thì để cho mình có cái sự lựa chọn. Nhưng mà theo theo cái kinh nghiệm cá nhân của chị, nếu mà có thể thì học 6 tháng hoặc là 1 năm thì chị nghĩ cái thời gian đó là một cái thời gian mà mình không bao giờ trở lại được. Thì khi mà mình đi làm, họ sẽ nhìn với con mắt của người là đã có bằng, chứ họ không có châm chước cái thời gian là như thế này. Và khi mà mình có cái kiến thức vững vàng thì mình cũng thuận lợi hơn trong cái công việc trong cái thời gian tới.
thì có thể là những cái buổi chia sẻ tới mà các bạn thực sự có nguyện vọng đó mà chưa có nhiều kinh nghiệm lựa chọn nên như thế nào thì cô Domedi có thể có một số cái buổi trao đổi cụ thể hơn cho những bạn thực sự là muốn thi vào năm tới chẳng hạn. Ok Tiên. Tiên đang mưu đó. Bạn Phạm cảm ơn các anh chị. Thì bạn Phạm Kim Anh nói đó là những cái câu hỏi không chỉ một mình bạn không mà rất là nhiều bạn đặt cùng cái câu hỏi y chang vậy luôn. Có nghĩa là các bạn đã qua đây làm việc tay cô và đang muốn tiếp tục làm điều dưỡng. Thì em nghĩ những cái câu hỏi này chúng ta sẽ có một cái buổi nói chuyện riêng về trong cái chia sẻ của chuyện làm việc tại Nhật và tiếp tục học làm sao để thi được cái bằng điều dưỡng này. Và chắc là để kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì chị Tiên cũng trao đổi một chút xíu là hiện tại Coco Romedy team tụi chị đang tiếp tục mở cái khóa học gọi là phiên dịch viên y tế của cái khóa cơ bản thôi, nhưng mà trong này có nói rất là nhiều cô Huệ sẽ là người chủ nhiệm đứng lớp, thì cô Huệ cũng trao đổi lúc đó sẽ có mời bạn Hùng, mời cô Kim Ngân sẽ gọi là trao đổi những cái buổi ngoại khóa của chúng ta. Thì ở trong cái lớp học chúng ta thì bây giờ hiện tại là đang có khoảng là 50 người tham gia, thì bây giờ đã sắp tới tháng 9 tụi chị có mở một cái lớp học tiếp tục là cái khóa tiếp theo, nên nếu các bạn nào muốn có những cái câu hỏi thực tế hoặc là muốn biết về những cái hệ thống y khoa cũng như học hỏi để mà trao đổi, các bạn có thể tham gia trong lớp học và hỏi luôn cô Huệ trong thời gian đó luôn nhé. Rồi Tiên cảm ơn và cảm ơn các chị Đỗ Thị Tính lại kính chúc các chuyên gia và khách mời thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, thành công và hy vọng từ Việt Nam chúng tôi luôn có cơ hội được học hỏi và kinh nghiệm quý báu từ nghề điều dưỡng của nước bạn. Rồi cảm ơn chị Tính, cảm ơn bạn Phương Anh Vũ, bạn Thị Hiếu Trần. Bây giờ mình thấy rất là nhiều ha. Cảm ơn Phạm Kim Anh đã đặt câu hỏi. Cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thu Hà. Cảm ơn rất là nhiều bạn. Trong này cũng có bạn trao đổi của bạn Trúc Lê, là cô bạn thân của Thủy Tiên đấy, mà cô bạn thân này Tiên có nói trao đổi thì cũng tùy thuộc vào khoa hay bệnh viện hạng nào, thì bệnh viện công hay bệnh viện tư thì các bộ đưa ra bộ tiêu chí để đánh giá chất lượng bệnh viện khác nhau. Cảm ơn bạn Trúc Lê đã đưa ra một cái trao đổi như vậy. Vâng, để mà chắc là đến giờ rồi, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi trao đổi ở đây. Cảm ơn cô Kim Ngân, cảm ơn Hùng. Cô Huệ ơi, cô Huệ có trao đổi gì không cô Huệ ơi? Mọi người chắc là nhìn cô Huệ là nổi tiếng rồi, biết cô Huệ gửi gắm rất là nhiều rồi. Cô Huệ gửi gắm ngắn gọn cho cô Tiên nha. Rất là cảm ơn các bạn, và em rất là cảm ơn vì lần đầu tiên được nói chuyện với chị Ngân, và cảm ơn Hùng vì thực tế là cũng được gặp Hùng ngoài đời rất là nhiều rồi. Và lại còn ở rất là gần nữa. Thì chị cũng rất là mong muốn là đặc biệt là các bạn đã học điều dưỡng ở Việt Nam thì mình nên hỏi lại cái ước mơ của mình là mình theo ngành Kaigo hay là theo ngành Kango trong tương lai, thì qua đó là mình sẽ có cái sự lựa chọn hoặc là thi luôn hoặc là học thêm. Thì chị rất là muốn là mình là cái thế hệ đi trước, và cũng nói thật là một trong những người dám làm những cái việc mà người khác không làm thì chị Huệ vẫn làm, và sẽ tiên phong để hỗ trợ các em được một cách tốt nhất. Khi mà mình làm chọn cái vai trò gì thì mình sẽ cố gắng làm đúng cái thời điểm mà mình lựa chọn cái vai trò mà mình làm. Thì hy vọng là khi mà chị làm điều dưỡng thì chị sẽ làm tròn vai trò của người điều dưỡng. Khi chị là giáo viên dạy cho các em phiên dịch, chị sẽ làm tròn cái vai trò đó, và khi chị hướng dẫn cho các em định hướng như thế nào thì rất là mong thời gian tới có thêm tiếp tục thêm một phần sức mạnh hoặc là một số thông tin để cho các em có thể thực hiện được cái ước mơ của mình. Rất là cảm ơn hôm nay đã rất là nhiều bạn đã thức đến tận thời gian này để nghe các chị. Và em rất là cảm ơn chị Ngân, cảm ơn Hùng, cảm ơn cô Tiên, cô đồng nghiệp xinh đẹp và cô đồng nghiệp quyến rũ. Dạ. Hai chị em mắng nhau cả ngày cơ nhưng mà vẫn nhau. Sáng nay định chia tay nhau rồi mà lại thôi hẹn tối nay gặp lại đó. Sáng nay vừa mới nói là bãi chiều. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn cô Ngân, cảm ơn bạn Hùng nha, cảm ơn cô Huệ. Vâng, em cảm ơn tất cả mọi người nha, rất vui được gặp mọi người, trò chuyện cùng mọi người hôm nay ạ. Mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn chị Ngân ạ. Chào Hùng nha. Chào mọi người. Tham gia lúc nãy là đến 48-50 người luôn đó. Cái này là số lượng rất là nhiều của cô Romedy. Thật sự cái kênh em nhìn bèo bọt lắm, nhưng mà sau đó thì các bạn xem rất là nhiều. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon. Chào tất cả mọi người. Yasuminasai là tiếng chúc ngủ ngon. Chào mọi người nhé. Chào mọi người ạ.